Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 25. Mà khi thanh kiếm thần tiêu của Diệp Quân bay đến. Vô số thần quang thoáng chốc vỡ tan, Gia Cát Hạo Nguyệt bị đánh bay đi xa. Ở cách đó không xa, Diệp Quân đột nhiên chắp ngón tay, tiếp tục chém ra một thanh kiếm khí. Những sức mạnh duy độ lao đến xung quanh để tấn công hắn đều bị chém vỡ. Phía xa, Gia Cát Hạo Nguyệt đang muốn ra tay thì ba thanh kiếm đột nhiên bay đến cùng một lúc. Áp đảo toàn diện. Giống như trước đó gã áp đảo Tào Bạch vậy. Thấy ba thanh kiếm bay đến, con người Gia Cát Hạo Nguyệt co lại. Lúc này, gã không dám che giấu thực lực nữa. Gã siết chặt hai tay, trong cơ thể có thần quang xuất hiện, thần quang này biến thành một pháp thân nghìn trượng. Sau đó, pháp thân nghìn trượng chắp hai tay, một tia thần quang thoáng chốc bao phủ Gia Cát Hạo Nguyệt đang ở ngay trước nó. Ba thanh kiếm bay tới. Oanh! Thần quang kia rung mạnh rồi vỡ tam, cùng lúc đó, pháp thân nghìn trượng kia cũng nổ tung. Gia Cát Hạo Nguyệt liên tục lùi lại một lần nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy thiên tài thần linh xung quanh lập tức trở nên rất nặng nề. Chiêu kiếm của Diệp Quân cực kỳ kinh khủng. An Vương đứng trên hư không nhìn Diệp Quân, nhíu chặt mày. Bà ta phát hiện mấy tháng qua, thực lực của Diệp Quân lại có thay đổi long trời lở đất rồi. Thiên tài thế này đúng là đáng sợ. An Vương xa sầm mặt, tốc độ phát triển của Diệp Quân này quá nhanh. Trong chiến trường hư không, sau khi chém vỡ pháp thân nghìn trượng kia, Diệp Quân cũng không dừng lại mà tiến về phía trước một bước, ngay sau đó, ba thanh phi kiếm lập tức bay lướt qua. Nhưng lần này, uy lực của nó đã nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Phía xa, Gia Cát Hạo Nguyệt híp mắt lại, lúc này, gã ngạc nhiên phát hiện kiếm tu trước mắt không sử dụng hết tất cả thực lực của mình. Đối phương muốn ép gã thiêu đốt thân thể và linh hồn. Nghĩ thế, trong mắt Gia Cát Hạo Nguyệt chợt nổi vẻ dữ tợn. Đốt cháy thân thể. Đốt cháy linh hồn. Gia Cát Hạo Nguyệt chợt hét to, gã mở lòng bàn tay, một tia thần quang bay lên cao từ trong cơ thể gã tịch diệt hóa tứ tướng. Oanh! Trong nháy mắt, bốn pháp tướng thần quang nghìn trượng xuất hiện trên đầu Gia Cát Hạo Nguyệt, khi chúng xuất hiện, thiên địa chợt trở nên hư ảo. Những phản âm đoạt mạng đột nhiên vang lên trong thiên địa, những âm thanh này như đến từ thời viễn cổ, mang theo cảm giác thê lương và cướp hồn đoạt phách, khiến thiên địa chấn động đến mức vỡ tan. Cực kỳ khủng khiếp. Tịch diệt hóa tứ tướng, xả thân độ phàm trần. Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên hét to, gã đảo tay phải, sau đó đè xuống. Bốn pháp tướng thần quang nghìn trượng trên đầu gã đột nhiên mở mắt, sau đó đồng thời giơ bàn tay khổng lồ như có thể che trời rồi đánh xuống. Trong nháy mắt, thời không trong phạm vi mấy nghìn trượng đều vỡ tan. Ba thanh kiếm kia của Diệp Quân lập tức bị một uy áp đáng sợ bao phủ. Cố định lại tại chỗ, nhưng lúc này, Diệp Quân ở phía xa chợt biến mất, cùng lúc đó, một luồng kiếm ý ngút trời chợt dâng trào từ trong cơ thể của hắn. Kiếm ý vô địch. Vào khoảnh khắc kiếm ý xuất hiện, An Vương trên hư không thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm reo vang vọng trong thiên địa, sau tiếng kiếm reo, một tia kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt, ba pháp tướng nghìn trượng kia vỡ tan tành. Tiếng phản âm như đoạt mệnh trong thiên địa cũng bị chém hết. Thấy cảnh này, con người Gia Cát Hạo Nguyệt co lại, không đợi gã ra tay, một tia kiếm ý vô địch mạnh mẽ thoáng chốc đánh gã bay xa mấy trăm trượng, vừa dừng lại, thân thể gã đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ có thể, thời không nơi gã dừng lại cũng vỡ tan. Mà lúc này, Diệp Quân chợt tiến lên một bước, chém một phát về phía Gia Cát Hạo Nguyệt. Thấy cảnh này, nét mặt Gia Cát Hạo Nguyệt chợt trở nên dữ tợn, không phải chỉ là chết thôi sao? Vũ trụ quan huyên của ngươi chết được, chân vũ trụ ta cũng chết được. Dứt lời. Oanh! Một ngọn lửa bốc lên từ trong người Gia Cát Hạo Nguyệt. Đốt cháy thân thể. Nhưng còn chưa kết thúc, lại có một ngọn lửa màu trắng bùng lên. Đốt cháy linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, những thiên tài thần linh đều tỏ vẻ sợ hãi. Hiện tại, bọn họ đều đã hiểu ý đồ của Diệp Quân. Diệp Quân của vũ trụ quan huyên này đang ép Gia Cát Hạo Nguyệt đốt cháy thân thể và linh hồn. Hắn muốn ăn miếng trả miếng. Sau khi thân thể và linh hồn đều bốc cháy, khí thế của Gia Cát Hạo Nguyệt thoáng chốc dâng cao, gã ta quát to một tiếng, đang muốn sử dụng thuật thần pháp nhưng đúng lúc này, Diệp Quân phía xa lại biến mất. Lần này,
tốc độ của Diệp Quân đã nhanh hơn. Con người Gia Cát Hạo Nguyệt chợt co lại, gã siết chặt tay phải, đọc thầm một thần chú cổ xưa, sau đó, một ngọn lửa màu xanh thấm xuất hiện ở giữa chân mày của gã. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quân cũng đã đến. Vụt! Thanh kiếm này xuyên qua ngọn lửa kia, kiếm đâm thẳng tới, thoáng chốc đã đâm vào giữa chân mày của Gia Cát Hạo Nguyệt. Oanh! Thân thể Gia Cát Hạo Nguyệt không ngừng run rẩy, sau đó thì bị thanh kiếm này cố định tại chỗ. Lúc này, lại có hai thanh kiếm bay tới, lần lượt đâm vào ngực và tay phải của gã. Gia Cát Hạo Nguyệt đã không thể cử động được nữa. Thấy thế, sắc mặt những thiên tài thần linh trở nên cực kỳ khó coi. Thua rồi! Gia Cát Hạo Nguyệt thua rồi! Đúng vào lúc này, tình thế thay đổi, trong đường hầm thời không màu vàng chợt có một khí thế mạnh mẽ dâng lên, thời không chấn động. Cùng lúc đó, một sức mạnh thần bí chợt bao phủ lên Gia Cát Hạo Nguyệt đang bị Diệp Quân cố định. Muốn cứu người! Thấy cảnh này, Diệp Quân ở cách đó không xa híp mắt, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Sắc mặt mấy người nhóm Trần Quan Tử sau lưng hắn cũng trở nên lạnh như băng. An Nam Tịnh đứng trong hư không nhìn xuống bên dưới với nét mặt bình tĩnh, bà ấy không nói gì, nhưng trong tay đã cầm theo một thanh trường thương. An Vương ở đối diện bà ấy im lặng. Bên dưới, bên cạnh Gia Cát Hạo Nguyệt chợt có một ông lão xuất hiện, ông lão mặc trường bào rộng lớn, mái tóc hoa râm, tay phải cầm một cây pháp trượng gỗ màu ngọc bích, sau lưng ông ta tản ra những ánh sáng mờ ảo kỳ lạ. Ông lão muốn ra tay trấn áp linh hồn đang bốc cháy của Gia Cát Hạo Nguyệt, nhưng lúc này, Gia Cát Hạo Nguyệt đột nhiên giơ tay phải lên, sư phụ, không cần đâu. Ông lão còn muốn nói gì đó, nhưng Gia Cát Hạo Nguyệt hé miệng cười cất lời, vũ trụ quan huyên của họ dám chịu chết, chẳng lẽ chân vũ trụ chúng ta không dám sao? Sư phụ, nhờ người chăm sóc tốt cho muội muội của con. Dứt lời, trong mắt gã lộ vẻ dữ tợn, gã siết chặt hai tay. Trong cơ thể có những tia thần quang không ngừng xuất hiện, sức mạnh to lớn thoáng chốc đánh bay kiếm của Diệp Quân. Sau đó, gã biến thành một tia thần quang lao về phía Diệp Quân. Đòn tấn công cuối cùng. Lúc này, khí thế của gã vẫn đang không ngừng dâng trào. Khi đã đến bước đường cùng, lại thêm không màng sống chết, con người có thể kích thích ra tiềm lực của mình, mà lúc này, khí thế của Gia Cát Hạo Nguyệt ngày càng đáng sợ. Cuối cùng nó cũng biến chất, đạt tới một tầm cao mới. Thần sư. Vào khoảnh khắc cuối cùng, không ngờ Gia Cát Hạo Nguyệt lại đạt đến thần sư. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão tóc bạc thoáng chốc thay đổi, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, muốn bất chấp tất cả cứu người. Cổ thần thần sư. Cổ thần thần sư trẻ tuổi như thế, sao có thể chết ở đây được? Đây là một tổn thất vô cùng to lớn. Nhưng vào lúc ông lão tóc bạc sắp ra tay, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ông ta, nếu ông dám ra tay, ta sẽ giết chết ông. Giọng nói của An Vương. Ông lão thầm thấy kinh ngạc, ông ta ngẩng đầu lên, trong hư không, An Vương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Ra tay. Vũ trụ quan huyên có thể chịu chết. Tại sao chân vũ trụ không chịu được? Lúc này, Diệp Quân ở cách đó không xa chợt xuất kiếm. 30 nhát kiếm kết hợp với kiếm ý vô địch. Một kiếm chém ra, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát, trong nháy mắt, Diệp Quân liên tục lùi lại mấy trăm trượng, thời không trước mặt hắn vỡ tan tành. Uy lực sau khi Gia Cát Hạo Nguyệt tự bạo đã nghiền nát thời không trong phạm vi nghìn trượng, chẳng những thế, thời không mấy nghìn trượng xung quanh cũng nổ ầm lên, một sức mạnh vô hình lan ra xung quanh như làn sóng. Lúc này, toàn bộ hư không như bị giáng một đòn nghiêm trọng, vỡ thành hình mạng nhện, cực kỳ khủng khiếp. Sau khi Diệp Quân dừng lại, thời không sau lưng hắn cũng vỡ tan tành. Diệp Quân nhìn cơ thể mình, nó đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Không. Lúc này, cách đó không xa chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết. Mọi người nhìn thấy ông lão tóc bạc kia nhìn chằm chằm thời không phía xa, hai mắt đỏ bừng, nét mặt dữ tợn, khí thế điên cuồng liên tục dâng trào từ trong cơ thể ông ta, khiến thiên địa cũng phải run rẩy. Các thần linh của chân vũ trụ đều im lặng. Gia Cát Hạo Nguyệt chết rồi. Thiên tài tuyệt thế vừa đạt tới cổ thần thần sư cứ thế bị giết chết. Nếu gã còn sống, chắc chắn gã sẽ có thể bước vào 10 vị trí đầu của bảng chân võ, thậm chí là 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu trong bảng chân võ là khái niệm gì? Người nào cũng yêu nghiệt như chơi ăn gian vậy. Tiếc là, lúc này,
ông lão tóc bạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt chứa đựng sát khí, không hề có ý định che giấu. Cút! Lúc này, phía chân trời chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng. Giọng nói của An Vương. Ông lão ngẩng đầu nhìn về phía An Vương, An Vương nhìn chằm chằm ông ta, Chu Mặc thần sư, đừng ở đây làm đệ tử của ông mất mặt thêm nữa. Ông lão còn muốn nói gì đó, nhưng hai ông lão sau lưng An Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta, ngay sau đó, hai khí thế mạnh mẽ lập tức phong tỏa lấy ông ta. Chu Mặc thầm thấy hoảng hốt, nhất thời không dám nói gì thêm, lập tức lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quân rồi xoay người rời đi. An Vương trong hư không im lặng. Bà ta cũng muốn cứu ra Cát Hạo Nguyệt, nhưng bà ta không thể. Thế hệ trẻ giao đấu, sao thế hệ trước có thể nhúng tay vào được? Hơn nữa, bà ta cũng không cứu được. An võ thần kia cũng đâu dễ giải quyết. Bên dưới, trong chiến trường hư không, sau khi giết ra Cát Hạo Nguyệt, Diệp Quân xoay người đi tới trước mặt Trần Quan Tử, nhẹ giọng nói, Đại sư huynh. Trần Quan Tử gật đầu, về là tốt rồi. Diệp Quân cúi đầu, không nói gì. Trần Quan Tử cất lời, đi theo ta. Dứt lời, y xoay người rời đi. Thư viện Quan Huyên, Đại lục Tiểu Quan. Mộ Kiếm, Kiếm Tông. Trần Quan Tử dẫn Diệp Quân và một nhóm sư huynh đệ của Kiếm Tông đi tới Mộ Kiếm, y nhìn về phía Diệp Quân, mở lòng bàn tay. Diệp Quân im lặng một lúc lâu mới đưa ba thanh kiếm của Tào Bạch cho Trần Quan Tử. Trần Quan Tử nhận lấy ba thanh kiếm, y đi tới một bên, cắm ba thanh kiếm lên một tảng đá, sau đó dùng ngón tay làm kiếm viết dưới đất, Tào Bạch, chết trận vào ngày 13 tháng 9 năm Quan Huyên. Thấy cảnh này, các kiếm tu ở sau lưng Trần Quan Tử cũng không nhịn được nữa, nước mắt không ngừng rơi. Ở Kiếm Tông, Tào Bạch là một người khá hoạt bát, nên rất thân thiết với các sư huynh đệ. Mà sau ngày hôm nay, đã không còn Tào Bạch sư huynh nữa rồi. Diệp Quân nhìn ba thanh kiếm trước mắt, hắn cúi đầu, im lặng không nói một lời. Trần Quan Tử nhìn thoáng qua ba thanh kiếm, sau đó nhẹ giọng nói, ra đi thanh thản. Dứt lời, y xoay người rời đi. Diệp Quân đứng im tại chỗ không rời đi, hắn cứ đứng mãi như thế. Lúc này, Trần Quan Tử phía xa chợt cất lời, đi gặp cha mẹ đệ ấy thôi. Diệp Quân khẽ run rẩy. Lúc này, hắn thấy hơi sợ. Nhưng dù sao vẫn phải đi. Nhà họ Tào. Trong một gian đại điện, có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi im. Diệp Quân đi theo Trần Quan Tử vào đại điện. Nhìn thấy hai người, tay phải người đàn ông trung niên nắm chặt góc bàn, không nói một lời. Hai tay người phụ nữ xinh đẹp nắm chặt lấy quần áo của mình, người liên tục run rẩy. Trần Quan Tử lấy ra một cái hộp, y chậm rãi đi tới trước mặt hai người, sau đó nhẹ giọng nói, đây là một nhúm tóc của sư đệ. Nước mắt trong mắt người phụ nữ lập tức tràn ra như vỡ đê. Người đàn ông trung niên nắm chặt tay, cố nén nước mắt, nhưng thân thể vẫn không khỏi run lên. Trần Quan Tử đặt cái hộp xuống, cúi thấp người, sau đó dẫn Diệp Quân xoay người rời đi. Trong điện, người phụ nữ run rẩy nâng cái hộp lên. Cái hộp thoáng chốc bị nước mắt thấm ướt. Tay phải của người đàn ông trung niên run rẩy đặt lên cái hộp, nhẹ giọng nói, niềm kiêu hãnh của nhà họ Tào ta. Người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông, không ngừng khóc lóc, bà ấy hét lên, tại sao thằng bé lại phải bảo vệ vũ trụ này? Tại sao, thằng bé chỉ mới 18 tuổi, tại sao chứ? Người đàn ông nhìn cái hộp, lúc này, ông ấy cũng nước mắt lưng tròng, nhưng, cho dù thế nào cũng phải có người đứng ra. Chấm. Trần Quan Tử và Diệp Quân đứng im lặng bên ngoài điện. Trần Quan Tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bầu trời hơi mù mịt, giống như có một tầng hơi nước bao phủ, y nhẹ giọng nói, sở dĩ vũ trụ Quan Huyên này có thể yên bình là vì vô số người đi trước đã đánh đổi mạng sống của mình, trận chiến năm đó họ vẫn chưa đánh xong, bây giờ đến thế hệ của chúng ta rồi. Nếu bây giờ chúng ta đánh không xong, con cháu của chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Diệp Quân nhìn lên chân trời, ánh mắt hơi mờ mịt. Trong Mộ Kiếm có mấy triệu thanh kiếm, chứng tỏ có mấy triệu kiếm tu chết trận, mà đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở vũ trụ Quan Huyên. Ngoài cha của hắn, còn có rất nhiều người từ bỏ mạng sống vì vũ trụ Quan Huyên. Như nhớ đến điều gì, Diệp Quân khẽ nói, tháp gia, cô mạnh lắm đúng không? Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, đúng thế,
nhưng ngoài tình cảm của bà ấy với cha ngươi, bà ấy không quan tâm đến thứ gì khác nữa, càng không nói đến việc bảo vệ vũ trụ gì đó. Lòng tốt và cái thiện của bà ấy mãi mãi chỉ dành cho cha ngươi, ngoài ra, mọi thứ chỉ là hạt bụi. Trong mắt bà ấy, vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ chẳng có gì khác nhau cả. Năm đó cha ngươi không nhờ bà ấy ra tay, bà ấy không vui nên suýt đã tiêu diệt toàn bộ vũ trụ quan huyên, đến tận bây giờ, bà ấy vẫn chỉ là thần bảo hộ của một mình cha ngươi. Diệp Quân im lặng, Tiểu Tháp thầm thở dài. Đường ca của đệ đã chết rồi sao? Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ bên cạnh. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn và Trần Quan Tử cùng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, còn rất nhỏ, trong tay còn đang cầm một thanh kiếm gỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu bé nhìn Trần Quan Tử và Diệp Quân, hỏi lại lần nữa, đường ca của đệ chết trận rồi sao? Trần Quan Tử im lặng. Diệp Quân cũng thế. Cậu bé đột nhiên đi tới trước mặt hai người, nhìn thẳng vào họ, đệ muốn gia nhập kiếm tông. Trần Quan Tử khẽ hỏi, gia nhập kiếm tông làm gì? Cậu bé giơ kiếm gỗ lên, nói với giọng điệu kiên định, cũng giống như đường ca của đệ vậy, đánh thần linh, bảo vệ vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, chuyện này để chúng ta làm là được rồi. Cậu bé còn muốn nói gì đó thì Diệp Quân đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho cậu bé, dịu dàng nói, ở nhà chăm chỉ tu luyện, chăm sóc cho cha mẹ. Hắn không bảo cậu bé đừng tu luyện, trong thời đại này, không tu luyện sẽ chỉ bị người khác ức hiếp. Và tất nhiên, hắn cũng không muốn cậu bé lại gia nhập kiếm tông. Diệp Quân rời đi cùng Trần Quan Tử. Cậu bé đứng tại chỗ nhìn hai tia kiếm quang phía chân trời, hét to, đệ nhất định sẽ gia nhập kiếm tông, nhớ đó, đệ tên là Tào Hưu, Hưu có nghĩa là, dừng, trong đến chết mới dừng lại. Chân thần điện, chân vũ trụ. Chân thần điện cao tận nghìn trượng, thẳng đến mây xanh, 8 cây trụ đá chọc trời sừng sững, trên mỗi cây cột đều vẽ một con yêu thú mặt mũi dữ tợn. Hai bên trước trụ đó có hai hàng người mặc bạch giáp, mỗi bên 10 người. Đầu đội mũ giáp lông, tay cầm trường đao. Trước đại điện bên dưới trụ đá là một quảng trường rộng đến 300.000 trượng, toàn bộ được lát bằng tinh thạch, cực kỳ xa hoa. Mà lúc này, hai bên đại điện đã tập trung mấy triệu thần linh. Tất cả đều là những người trẻ tuổi. Mọi người đều nhìn về phía xa, sau đó, có một cô gái trẻ tuổi chậm rãi bước ra từ nơi đó, khoảng 16-17 tuổi, cô ta mặc đồ tang màu trắng, ánh mắt lạnh như băng. Trong tay cô ta cầm một pháp trượng bạch ngọc, trên đầu pháp trượng có 4 chữ to, Gia Cát Hạo Nguyệt. Hôm nay, chuyện Gia Cát Hạo Nguyệt chết trận đã truyền khắp chân vũ trụ. Mà mọi người ở đây đều đến để tiễn đưa gã đoạn đường cuối cùng. Tất cả thần linh xung quanh đều nhìn về phía pháp trượng bạch ngọc với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Sao Gia Cát Hạo Nguyệt lại chết? Là vì bị con của kiếm chủ nhân gian ở vũ trụ quan huyên ép chết. Lúc này, cô gái mặc đồ tang đi tới trước thần điện, cô ta ngẩng đầu nhìn lên trên, Gia Cát Hạo Nguyệt, chết trận ở vũ trụ quan huyên vào ngày 3 tháng 10 năm chân huyên, xin vào Anh Linh Điện. Anh Linh Điện. Điện này được xây dựng để thờ cúng những thần linh chết trận của chân vũ trụ, có thể nói ở chân vũ trụ, được vào điện Anh Linh sau khi chết là một niềm vinh dự khôn cùng. Khi còn sống vào chân thần điện. Sau khi chết vào Anh Linh Điện. Dù là cái nào cũng là niềm vinh dự vô hạn. Tất cả thần linh xung quanh đồng loạt nhìn về phía chân thần điện. Một lát sau, trong chân thần điện vang lên một giọng nói, được. Sau khi giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước ra. Người đàn ông mặc một bộ đồ đỏ rực rỡ như máu, tóc dài xõa xuống, tay chắp sau lưng, giữa lông mày lộ ra sự bá đạo coi thường cả thiên hạ. Võ tướng. Tất cả thần linh xung quanh đều mang nét mặt nghiêm túc, trong mắt lộ vẻ kính nể. Người này chính là võ tướng của chân thần điện Võ Khởi. Võ Khởi chậm rãi đi tới trước mặt cô gái mặc đồ tang, nhận lấy pháp trượng bạch ngọc kia, hay cho câu chân vũ trụ cũng chết được, đàn ông của chân vũ trụ ta nên như thế. Bản tướng sẽ đích thân tiễn hắn vào Anh Linh Điện. Dứt lời, ông ta cầm pháp trượng bạch ngọc kia xoay người rời đi. Mà lúc này, cô gái mặc đồ tang cũng xoay người. Đi đến vũ trụ quan huyên. Lúc này, có người cất lời. Nghe thấy câu này, mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt đi theo cô gái mặc áo tang.
võ giới. Đây là một thế giới đặc biệt trong chân vũ trụ, người bình thường không thể đi vào, vì đây là nơi tranh giành vị trí trên bảng chân võ. Người có thể đi vào nơi này khiêu chiến đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Mà hôm nay, trong võ giới đột nhiên vang lên một giọng nói, khiêu chiến Quan Huyên. Sau đó, mười mấy khí thế cường đại đột nhiên bay lên cao, đi thẳng đến vũ trụ Quan Huyên. Hám tộc, thiên bộ giới. Tộc trưởng tiền nhiệm đã qua đời, còn lại ngoài hám tông ra thì có ai đủ tư cách ngồi vào vị trí này đây? Nên đương nhiên cậu ta được toàn bộ phiếu bầu. Người sở hữu bất khuất cốt có khác. Bên trong điện có một nhóm cường giả hám tộc đã tụ tập, dường như đã biết được ý định của hám tông nên sắc mặt ai nấy đều không được thoải mái. Cách chỗ hám tông đứng không xa có một cô gái đang ngồi trên ghế. Nét mặt cô có đôi phần tương tự cậu ta nhưng dung nhan lại xinh đẹp tuyệt trần, tạo thành tương phản hết sức rõ rệt. Người này chính là chị của hám tông, Hám An. Hám tông nói với những người khác, ta vừa nhận được tin tức, thế hệ trẻ của chân vũ trụ đã gửi lời khiêu chiến toàn diện đến vũ trụ Quan Huyên. Bọn họ im lặng nhìn lại với sắc mặt càng thêm xấu đi. Hám tông lại nói, ta muốn hỗ trợ vũ trụ Quan Huyên. Hỗ trợ vũ trụ Quan Huyên. Những lời này vừa ra đã có không ít kẻ biến sắc. Một trưởng lão hám tộc bước tới, tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Những trưởng lão khác gật đầu đồng tình. Hám tông nhìn ông ta, điềm tĩnh hỏi lại, vì sao? Trưởng lão thấp giọng nói, tộc trưởng, thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên hiện nay căn bản không thể chống lại thế hệ trẻ của chân vũ trụ được. Cho dù tính cả hám tộc chúng ta thì cũng không có khả năng. Hơn nữa chúng ta và chân vũ trụ vốn không thù không oán, hà tất phải vì vũ trụ Quan Huyên mà đắc tội bọn họ. Những trưởng lão khác phụ họa đồng tình. Hám tông lại nói, nhưng năm nào chúng ta cũng phải cống nạp cho chân vũ trụ. Trưởng lão kia trần trừ đáp, mỗi năm tiến cống vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhưng nếu chi viện cho vũ trụ Quan Huyên, chọc giận chân vũ trụ thì thứ bọn họ muốn sẽ không chỉ là linh nguyên, mà chính là mạng của chúng ta. Các trưởng lão khác lại gật đầu. Hám tộc không phải vũ trụ Quan Huyên, không có kiếm chủ nhân gian thì lấy gì để chống lại chân vũ trụ. Còn bị người ta đánh thừa sống thiếu chết chứ đùa. Có ngoan cường đến mấy cũng sẽ vỡ đầu chảy máu. Hám tông im lặng một hồi mới nói, nhưng ta đã nhận thiếu chủ Diệp Quân của vũ trụ Quan Huyên làm đại ca. Các trưởng lão trần trừ, lén nhìn nhị trưởng lão, mà không, bây giờ đã là đại trưởng lão mới đúng. Bởi vì người tiền nhiệm của ông ta nay đã nằm sâu dưới cỏ xanh ba tấc rồi. Đại trưởng lão làm tâm điểm của mọi ánh mắt thì do dự như muốn khuyên can, nhưng rồi nghĩ đến gì đó mà nhìn hám tông, thấy cậu ta cũng đang nhìn lại. Ánh mắt ấy khiến ông ta đánh cái rùng mình. Bỗng nhiên nhớ tới đại trưởng lão đời trước. Thế là ông ta thốt lên, nếu đã là đại ca của tộc trưởng thì chúng ta phải giúp đỡ mới đúng. Các trưởng lão khác nghe thấy vậy thì được mặt ra đầy khó tin. Đại trưởng lão trúng gió gì vậy? Hám tông cũng không khỏi kinh ngạc. Lại nghe đại trưởng lão nói, chư thiên vạn giới đều đã biết việc tộc trưởng nhận thiếu chủ Diệp Quân của vũ trụ Quan Huyên làm đại ca, nay bọn họ gặp nạn, hám tộc ta không xuất binh tương trợ thì thiên bộ sẽ xem chúng ta ra gì? Chư thiên vạn giới sẽ xem chúng ta ra gì? Họ sẽ cười nhạo hám tộc yếu đuối nhu nhược, không có nghĩa khí, chế giễu tộc trưởng chỉ kết nghĩa huynh đệ cho có. Lời lẽ khí phách, hùng hồn sục sôi. Sắc mặt các trưởng lão khác nhìn ông ta xấu xí vô cùng. Thứ phản phúc. Hám tông thì lại mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tán dương. Đại trưởng lão mới nhận chức này đúng là hiểu rõ thời thế, biết nhìn đại cục. Nụ cười của cậu ta khiến đại trưởng lão thở phào trong lòng. Cũng may ông ta phản ứng nhanh. Còn nhớ đại trưởng lão đời trước chết thế nào không? Chết vì ngu. Chết vì thiếu hiểu biết. Ông ta làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ đó? Đã sống trong những gia tộc lớn thế này thì phải biết đoán ý người khác, xem cấp trên muốn gì thì mình làm đó, chỉ như thế mới có thể sống lâu. Thấy đại trưởng lão đã tỏ thái độ, những người khác rơi vào im lặng. Không ai ra mặt nữa. Có thể leo lên được chức vị này thì không phải kẻ ngu xuẩn, họ đương nhiên biết hám tông muốn làm gì. Ai nấy không kiềm được một tiếng thở dài. Vị tộc trưởng này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều quá có nghĩa khí. Nhưng đã là người đứng đầu một tộc, trượng nghĩa quá lại không phải chuyện tốt.
Chợt nghe Hám Tông lên tiếng, các vị trưởng lão, ta biết các vị lo lắng là có nguyên do chính đáng, nhưng như đại trưởng lão nói, thế nhân đều biết Diệp Quân là đại ca của Hám Tông ta. Hôm nay huynh ấy gặp nạn, nếu ta không ra tay tương trợ thì thế nhân sẽ cho rằng ta và Hám Tộc là người thế nào. Cậu ta đứng dậy, thân là tộc trưởng, ta không thể không màng đến tương lai cả tộc, nên ta quyết định sẽ đi đến vũ trụ quan huyên một mình. Không được. Đại trưởng lão vội can, tộc trưởng, đi một mình. Thật sự là quá. Hám Tông lắc đầu, ý ta đã quyết. Đúng lúc này, Hám An lên tiếng, nếu đã muốn giúp đỡ, thì cả tộc cùng giúp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Hám Tông cũng nhìn chị mình với vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Hám An đứng dậy, nói với Hám Tông, đệ bây giờ không còn là nữa mà đã là tộc trưởng Hám Tộc. Đệ đi hỗ trợ đồng nghĩa với đại diện cho toàn tộc, một khi bại trận, bị chân vũ trụ truy đuổi cũng sẽ liên lụy đến toàn tộc, vậy thì tại sao không giúp cho chót? Hám Tông im lặng. Hám An tiếp tục, truyền lệnh xuống, ai trong thế hệ trẻ Hám Tộc ta sẵn lòng đến vũ trụ quan huyên chiến đấu chống lại chân vũ trụ thì có thể theo cùng. Chúng trưởng lão nhìn nhau với những ánh mắt khiếp sợ. Hám An lạnh lùng nhìn khắp một lượt, hôm nay, chân vũ trụ mạnh hơn nên làm vua, nô dịch chư thiên vạn giới, chỉ có quan huyên dám phản kháng. Tiếc thay chư thiên vạn giới yếu nhược vô năng, cúi đầu chịu nhục, không dám rên một tiếng, đáng buồn làm sao. Đoạn cô ta nói với Hám Tông, đi, về nhà. Hai tỷ đệ ra lệnh xong thì đứng dậy rời đi. Mệnh lệnh của họ nhanh chóng được truyền đi khắp Hám Tộc. Chẳng mấy chốc đã có mấy trăm thiên tài yêu nghiệt phóng lên trời cao, thẳng tiến quan huyên. Các trưởng lão cũng nhanh chóng đi theo. Bởi nếu vũ trụ quan huyên thật sự chiến thắng thì những người ở lại khéo sẽ bị xử lý hết khi đôi tỷ đệ kia trở lại. Mấu chốt là đây là thời khắc mà Hám Tộc cần phải đoàn kết. Có ý kiến trái chiều là bình thường, nhưng không thể để xảy ra nội loạn, lúc nào cũng phải nhất trí đối ngoại. Sau đó... Phàm là người có khả năng chiến đấu trong Hám Tộc đều lần lượt lên đường đến vũ trụ quan huyên. Trong đường hầm thời không, Hám Tông nhìn sang Hám An, tỷ à. Như biết cậu ta muốn nói gì, cô gái ngắt lời, nếu tỷ bảo đệ không đi thì đệ có làm theo không? Hám Tông lắc đầu. Hám An gật gù, đã vậy thì tỷ chỉ có thể ủng hộ đệ hết mình thôi. Hám Tông cười thật tươi, vâng. Hám An lại hỏi, đệ có biết hậu quả việc này có thể mang đến không? Hám Tông, đệ biết. Hám An gật gù, thế thì tốt. Cô ta thoáng dừng lại, nếu thua. Hám Tông cười to, chỉ là chết mà thôi. Hám An thì thầm, vị đại ca này của đệ, thật sự tốt đến vậy sao? Hám Tông cười, huynh ấy đã bảo vệ đệ vào ngày đó, nay đệ cũng phải báo đáp, nếu thật sự đánh không lại thì bỏ mạng ở vũ trụ quan huyên cũng không hề gì. Hám An lẳng lặng nhìn cậu ta. Liên gia, huyền giới. Không được. Một người đàn ông tuổi trung niên phẫn nộ quát lớn với Liên Song trong điện. Ông ta chính là gia chủ đương nhiệm, Liên Thành. Liên Song hai tay nắm chặt, mặt đã hơi đỏ lên, chính cha đã dạy con làm người phải có nghĩa khí. Nay bạn bè gặp nạn, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn? Liên Thành chừng hắn ta, con có biết đối thủ của vũ trụ quan huyên là ai không? Là chân vũ trụ. Liên Song điềm tĩnh đáp, thì đã sao? Diệp huynh đã và đang chống lại họ đấy thôi. Liên Thành cả giận, Diệp huynh của con có một người cha vô địch. Con có sao? Liên Song chân thành đáp, con thấy cha cũng lợi hại lắm. Liên Thành tức xì khói, được con khen thật là quý hóa quá. Liên Song vội nói thêm, cha thường dạy con phải sống có nghĩa khí cơ mà, nay Diệp huynh gặp nạn mà con lại dửng dưng thì khác gì chỉ kết bạn cho có. Con sẽ đi một mình, tuyệt đối không liên lụy đến trong nhà. Liên Thành im bặt, lẳng lặng nhìn hắn ta. Liên Song do dự, cha không nói gì tức là đồng ý rồi. Liên Thành nghiêm giọng, nói với vẻ phức tạp, đúng là sống trên đời cần nghĩa khí, nhưng tiền đề là phải có sức mạnh. Nhìn con xem, đến bảng chư thiên còn không vào nổi thì đi qua đó làm được trò trống gì. Cha cho con biết. Ngay cả thiên tài bảng chư thiên cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt chân vũ trụ. Liên Song nín thinh. Cha nói phải, hắn ta không thể nào địch lại thiên tài của chân vũ trụ. Nói đúng hơn là chư thiên vạn giới lẫn mấy đại vũ trụ đều không có cách nào. Liên Thành hạ giọng, ta biết ý của con, hiểu ý của con, nhưng đây là trận cá cược quá đắt đỏ giữa bọn họ,
người thường chúng ta chỉ có thể đứng bên cổ vũ chứ không làm được gì. Liên Song khẽ gật đầu, con hiểu rồi. Đoạn tiếp tục, vậy con đến đó giúp họ ra oai thanh thế được không cha? Cha yên tâm, con biết sức mình tới đâu, tuyệt đối sẽ không tham gia chịu chết. Liên Thành không nói gì. Liên Song cười, dù gì tụi con cũng là bạn bè mà, không giúp Diệp huynh đánh chân vũ trụ được nhưng cổ vũ thì vẫn được. Nay huynh ấy gặp nạn, nếu ngay cả việc này mà con cũng không làm được thì ngày sau làm gì còn mặt mũi mà gặp nhau. Sau một hồi im lặng, Liên Thành gật đầu, ta đi với con. Cho thấy ông ta không tin con mình như thế nào. Liên Song chỉ đành cười khổ, vâng. Liên Thành, truyền lệnh xuống, cường giả từ cảnh giới nhân tiên trở lên của tộc ta lập tức tập trung tại đây. Liên Song cả kinh, cha đang. Liên Thành cười, đã cổ vũ thì chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta. Thế thì mất mặt quá. Chân vũ trụ mạnh thì mạnh thật. Nhưng vũ trụ quan huyên yếu sao? Họ đâu thua kém gì. Đã vậy, con trai ông ta còn là huynh đệ với vua của bên đó, hà cớ gì mà không đầu tư vào. Ông ta còn có thể nhìn xa hơn, hiện giờ Liên Song và Diệp Quân là bạn nhưng chắc chắn còn chưa đến mức có thể vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng nếu ông ta mang cả tộc đến cổ vũ thì sao? Thì mọi thứ sẽ thay đổi. Trên đời này nhiều người chỉ làm qua loa cho có. Còn thật sự vươn tay giúp đỡ thì chẳng có bao nhiêu. Lần này liên tộc kéo cả tộc đến giúp đỡ vũ trụ quan huyên, tuy số lượng cường giả có thể không bằng chân vũ trụ nhưng tình nghĩa đã là rất lớn rồi. Họ không đánh lại chân vũ trụ, nhưng họ sẵn sàng đứng sóng vai cùng vũ trụ quan huyên. Nếu vũ trụ quan huyên chiến thắng thì, về sau liên tộc sẽ đếch cần phải nộp cái thứ gọi là phí bảo kê nữa. Không chỉ vậy mà họ còn có thể mượn sức vũ trụ quan huyên để đạt đến một tầm cao mới. Phải làm chứ sao không? Chẳng mấy chốc sau, mấy nghìn cường giả liên tộc đã lên đường chạy đến vũ trụ quan huyên. Tông giới. Trong điện, một ông lão hỏi tông thủ, con nhất quyết phải đi. Y gật đầu, vâng. Ông lão, con không phải đối thủ của chân vũ trụ. Tông thủ nhìn ông, đánh không lại cũng kệ, quan trọng là phải có mặt. Ông lão im lặng. Tông thủ khom lưng hành lễ, thưa ông, con sẽ đến đó với tư cách cá nhân, không làm liên lụy đến gia tộc. Rồi xoay người rời đi. Bỗng nghe ông lão gọi lại, đợi đã. Tông thủ quay lại, thấy ông đứng dậy, người đâu? Tông thủ biến sắc, ông nội, ông. Ông lão chỉ nói, truyền lệnh xuống, cường giả từ cảnh giới nhân tiên trở lên trong tộc ta lập tức đến đây. Tông thủ ngạc nhiên vô cùng. Ông lão nhìn y, nếu được lựa chọn, ta muốn đi theo chân vũ trụ hơn, chỉ tiếc bọn họ không xem chúng ta ra gì. Nhưng vua của vũ trụ quan huyên kia lại xem con như bằng hữu huynh đệ, chỉ nhiêu ấy đã đủ để tông tộc chúng ta giúp đỡ họ, không khiến con phải mất mặt. Đi thôi. Rồi ông dẫn tông thủ rời đi. Không lâu sau, mấy nghìn khí tức hùng hậu từ tông tộc phóng lên cao, đi về phía vũ trụ quan huyên. Tin tức thế hệ trẻ của hai bên chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên sắp khai chiến toàn diện đã lan khắp các đại vũ trụ ở chư thiên vạn giới. Các cường giả vũ trụ quan huyên đang ở nơi sâu thẳm tại nhiều nơi khác nhau nghe được tin này thì. Dẹp mẹ cái chân vũ trụ đó đi, chúng ta về nhà. Khai chiến toàn diện, mẹ nó chứ, ai sợ bọn nó. Về nhà, đập chúng nó. Đập chết bà bọn chân vũ trụ. Về nhà. Hàng triệu người dân của vũ trụ quan huyên, bất kể già trẻ lớn bé, đều trở về nhà vào một ngày này. Nguyên giới, nhà họ Tư. Trong đại điện, gia chủ Tư Liêm cất giọng điềm tĩnh hỏi Tư Thông Thiên, thật sự muốn đi. Y dương đôi mắt có phần sợ sệt nhìn lên, gom hết dũng khí gật đầu. Tư Liêm càng nhìn xoáy vào y, đi làm con tốt thí à? Tư Thông Thiên đen mặt, kìa cha, bộ con của cha tệ đến vậy sao? Tư Liêm hờ hững, bây giờ con mới biết. Tư Thông Thiên vụn vỡ, đây mà là cha ruột à. Tư Liêm tiếp tục tấn công, đừng nói chi con, ngay cả người đứng đầu bảng chư thiên có đến cũng sẽ bị đánh cho cúp đuôi chạy về, thì con nghĩ con làm được gì. Đừng trách cha nặng lời, nhưng con đến đó còn không đủ tư cách làm tốt thí nữa là. Đừng nhìn cha nữa, đây là sự thật. Tư Thông Thiên thấp giọng nói, con biết con đánh đấm không hay, nhưng con chửi người giỏi là được. Tư Liêm tức mình, con định đi chửi chết đám thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ hay gì? Tư Thông Thiên lưỡng lự, thì có sao đâu,
không chửi chết được thì cũng chọc cho tụi nó tức điên lên. Cha chẳng hay nói con hay chọc cha tăng sông gần chết còn gì. Tư Liêm nghe vậy thì máu nóng lên đầu, giơ tay muốn tẩn thằng con một trận. Tư Thông Thiên tái cả mặt nhưng không lùi một bước, vẫn đứng tại chỗ. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt, Tư Liêm thấp giọng thở dài, ngay cả nhà họ Tư chúng ta cũng không có tư cách nhúng tay vào việc này giữa vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ chứ nói gì con. Không, đúng hơn là toàn thể nguyên giới này đều không có tư cách. Bọn họ là thần tiên đánh nhau, chúng ta còn chưa tới mức người phàm, cùng lắm chỉ là kiến càng thôi, hiểu chưa? Tư Thông Thiên im lặng một hồi rồi thốt lên, con đã nhận Diệp Quân làm đại ca. Tư Liêm, thì thế nào? Tư Thông Thiên bỗng nở nụ cười rạng rỡ, con biết con hay cả lơ phất phơ, làm gì cũng bị cha chê. Không sao cả, đúng là con chẳng được tích sự gì. Con cũng biết người trong tộc xem thường con, không muốn con ngồi vào vị trí thế tử, bản thân con cũng không có năng lực đó. Nếu con đoán không sai thì cha và trưởng lão trong tộc cũng không định để con lên, đúng không? Tư Liêm im lặng nhìn con mình. Tư Thông Thiên lại nhoẻn cười, con thật sự không trách cha đâu. Tất cả là do con không biết cố gắng thôi. Nãy giờ con nói vậy không phải để tranh thủ tình thương gì, mà để nói rằng con sẽ đến vũ trụ quan huyên. Tư Liêm nhàn nhạt hỏi lại, vì sao? Tư Thông Thiên vội nói, tại con chạm đáy hoàn cảnh luôn rồi cha à. Cách duy nhất để bật lên là phải nhờ chi viện từ bên ngoài. Tư Liêm, nhờ Diệp Quân. Tư Thông Thiên gật đầu lia lịa, chính xác. Tư Liêm, con xem hắn là đại ca. Nhưng hắn có xem con như tiểu đệ không đã? Tư Thông Thiên lập tức nghiêm mặt, cha ăn nói hồ đồ quá. Tư Liêm nhíu mày, ngón tay phải bắt đầu gõ nhịp trên bàn. Tư Thông Thiên nói, hôm nay vũ trụ quan huyên gặp khó, con đi chuyến này chính là để giúp họ trong cơn hoạn nạn. Chỉ cần con gọi một tiếng đại ca thì chẳng lẽ huynh ấy lại mặt dày từ chối sao? Mà chỉ cần hắn chấp nhận thì chư thiên vạn giới đều sẽ biết Diệp Quân là đại ca của Tư Thông Thiên này. Chừng nào cha đề cử con lên làm thế tử, con chỉ cần mời đại ca đến đây một chút, thách mấy cha trưởng lão kia dám ho he gì luôn. Sau một hồi im lặng, Tư Liêm mới hỏi, nếu vũ trụ quan huyên thua thì sao? Tư Thông Thiên hỏi ngược lại, nếu thắng thì sao? Tư Liêm nhíu mày, ta đang hỏi con, nếu thua thì sẽ thế nào? Tư Thông Thiên, con hỏi ngược lại cha, nếu thắng thì sao? Tư Liêm vùng cái bạt tai, ta là cha hay con là cha? Chát! Tư Thông Thiên bị tát lăn ra đất, bất động một lúc lâu. Tư Liêm suýt nữa thì hít thở không thông, phản rồi. Ngươi đợi ta quỳ xuống nhận ngươi làm cha chứ gì? Thế là Tư Thông Thiên bỏ dậy, thầm nói tính tình gì mà cục cằn. Nhưng thấy cha còn có xu hướng sắp đánh tiếp, y vội vàng nói, cha thử nghĩ mà xem, vũ trụ quan huyên đã giao chiến với chân vũ trụ mười mấy triệu năm. Chưa hề bại một lần, lần này chắc chắc cũng sẽ không thua. Tư Liêm gặng hỏi, nhưng nếu lần này thua thì sao? Tư Thông Thiên cạn lời. Má nó chứ. Sao cha cứ thích cãi cùn thế nhỉ? Này mà không phải cha ruột thì y đã tiến lên đường từ lâu rồi. Cùn đến không thể cùn hơn luôn. Tư Liêm nhìn y chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời. Chỉ nghe Tư Thông Thiên nói, thua thì, tệ nhất là chết đi thôi cha à. Tư Liêm, con không sợ chết. Tư Thông Thiên, sợ chứ, nhưng con biết rủi ro càng lớn thì lợi ích càng lớn. Hôm nay nếu con không cùng đại ca chia sẻ hoạn nạn thì về sau làm sao có thể cùng hưởng phú quý cùng huynh ấy? Tư Liêm hỏi lại, nghĩ kỹ chưa? Tư Thông Thiên gật đầu, kỹ rồi ạ. Im lặng suốt một hồi lâu sau, Tư Liêm mới lên tiếng, Giang lão. Một ông lão bất ngờ xuất hiện sau lưng Tư Thông Thiên. Là cường giả thần đế cảnh. Theo sau ông ta còn 10 cường giả bí ẩn mặc áo đen khác. Tất cả đều đã đạt đến cảnh giới tuế nguyệt tiên đỉnh cao. Tư Liêm nói với Tư Thông Thiên, dẫn họ theo đi. Y không hiểu mô tê gì sất, vì sao? Tư Liêm cả giận, con đi một mình thì làm được cái quái gì? Đi cho thêm phiền à? Tư Thông Thiên cười cười. Tư Liêm hạ giọng, dẫn họ theo, tuy ít nhưng vẫn có thể giúp con vài việc. Cũng xem như cho con thêm chút mặt mũi. Bằng không một thân một mình đến đó, cho dù đại ca con có xem trọng thì người khác vẫn không xem con ra cái đinh gì. Tư Thông Thiên gật đầu, con hiểu rồi, cảm ơn cha. Đoạn y do dự, nhưng mà làm vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến gia tộc sao?
Tư Liêm chỉ bình tĩnh đáp, nếu vũ trụ quan huyên thắng, chúng ta vẫn là cha con. Tư Thông Thiên hỏi lại theo bản năng, lỡ thua thì sao? Tư Liêm, xin lỗi, ngươi là đứa nào? Tư Thông Thiên hóa thành tượng đá. Chỉ thấy Tư Liêm phất tay, đi đi. Tư Thông Thiên im lặng một hồi rồi xoay gót đi, khi ra tới cửa thì bỗng nghe người phía sau gọi lại, đợi đã. Khi quay lại, nghe được tiếng thì thầm của cha, nhớ sống trở về. Tư Thông Thiên cười đến là nhăn nhở, đánh được thì con sẽ nhào lên, không thì cứ dùng võ mồm mà chửi. Nói rồi, y và nhóm Giang lão biến mất ở cuối chân trời. Để lại Tư Liêm lắc đầu cười mắng, thằng danh con. Ngân Hà Tông, hệ Ngân Hà. Tại vũ trụ Quan Huyên, trừ thư viện Quan Huyên và tiên bảo các gia thì còn một siêu thế lực khác, chính là Ngân Hà Tông. Với bề dày lịch sử vô cùng lâu đời, thậm chí còn vượt qua cả thư viện. Nhưng nó cũng là một thế lực đặc biệt, rất ít khi qua lại với thư viện Quan Huyên, cũng là thế lực duy nhất không chịu sự quản thúc của thư viện. Trong lòng rất nhiều thành viên thư viện Quan Huyên, Ngân Hà Tông là một thứ gì đó vừa xa xưa lại bí ẩn. Một số người cấp cao hơn thì biết nơi này có quan hệ sâu sắc với nhà họ Dương. Ngân Hà Điện. Một cô gái ngồi trong đại điện với hàng đống hồ sơ tài liệu trải trước mặt. Nàng mặc váy thủy mặc dài, tóc buông lơi ngang vai, dung mạo tuyệt trần, tay trái mang một chiếc vòng màu mực nước, tay phải cầm bút, đang thoăn thoắt phê duyệt trên màn hình trước mặt. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, khẽ thi lễ rồi cất giọng nặng nề, Dương Tông Chủ. Vũ trụ Quan Huyên đã gặp chuyện. Cô gái lập tức cau mày, nói. Người đàn ông, Trần Vũ Trụ đã tuyên chiến toàn diện với thế hệ trẻ của Vũ trụ Quan Huyên. Tuyên chiến toàn diện. Cô gái nheo mắt, đặt bút trong tay xuống, hỏi thế hệ trẻ tuyên chiến. Người đàn ông gật đầu, vâng, Tông Chủ định làm thế nào? Cô gái lạnh lùng phán, còn cần phải hỏi nữa sao? Lập tức truyền lệnh. Toàn bộ thế hệ trẻ của hệ Ngân Hà tập trung tại Ngân Hà Điện, ai không có mặt trong vòng một khắc đồng hồ thì lập tức trục xuất khỏi Ngân Hà Tông, không bao giờ tuyển vào nữa. Người đàn ông khom lưng hành lễ rồi lui ra. Tuyên chiến toàn diện ư. Sắc mặt cô gái lạnh đi, người đâu? Một ông lão xuất hiện cách đó không xa, khom người hành lễ. Cô gái cất giọng lạnh tanh, truyền lệnh Phượng Chiêu Ca lập tức triệu tập tất cả những ai từ nhân tiên cảnh trở lên ở Ngân Hà Tông đến tập trung trước Ngân Hà Điện. Ta muốn thấy tất cả có mặt trong một khắc đồng hồ, ai không đến, chém không tha. Ông lão hành lễ rồi biến mất tại chỗ. Cô gái lại gọi, người đâu? Lần này là một cô gái khác mặc váy đen xuất hiện. Cô gái nói, thông báo cho tiên bảo các lập tức khởi động tất cả các truyền tống trận dẫn đến vũ trụ Quan Huyên. Nửa giờ sau, tất cả xuất phát. Cô gái váy đen thi lễ, tuân lệnh. Rồi lui xuống. Trong điện chỉ còn một mình cô gái. Cũng chính là tông chủ đương nhiệm của Ngân Hà Tông Dương Liêm Sương. Đôi mắt Dương Liêm Sương khẽ nheo nheo, Trần Vũ Trụ à. Bàn tay siết lại theo câu nói. Dương Liêm Sương làm sao có thể không biết thế lực này, vì hệ Ngân Hà cũng đã từng tham dự vào trận chiến năm xưa. Khi ấy đã thảm thiết đến cỡ nào? Vậy mà bây giờ lại ập đến. Chỉ là đổi thành thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ ư? Nghĩ đến đây, Dương Liêm Sương đứng dậy rời khỏi đại điện, đi vào một vùng hư không. Trong lòng vũ trụ đó là một cô gái đang ngồi xếp bằng. Nàng mặc váy dài màu đỏ, mái tóc dày buộc lại sau đầu, hai tay đặt trên gối, không hề tỏa ra khí tức gì như đã hòa làm một cùng tinh không. Bên trái nàng là một tòa tháp nhỏ màu đen, một cây bút và một cái cây màu vàng đang lơ lửng. Bên phải nàng là một hòn đá đen nhánh đang tản ra thứ sức mạnh kỳ dị khiến hư không vặn vẹo mờ ảo, đáng sợ vô cùng. Một ông lão bỗng xuất hiện bên cạnh Dương Liêm Sương, khom lưng hành lễ tông chủ. Dương Liêm Sương nhìn về phương xa, hỏi thế nào rồi? Ông lão vội nói, thiếu tông chủ đã thức tỉnh huyết mạch trong luyện ngục. Hiện đã đến cảnh giới tuế nguyệt tiên đỉnh cao, đang sắp đột phá thần đế. Thần đế sao? Dương Liêm Sương ngẫm nghĩ một hồi, nói, gọi nàng dậy. Ông lão ngạc nhiên, tông chủ, làm như vậy. Dương Liêm Sương, nói đệ đệ nàng sắp bị đánh hội đồng là được. Đúng lúc này, cô gái ở nơi xa kia mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, hai chân bật dậy. Quỳnh! Khắp tinh không bị nhuộm thành biển máu tràn ngập sát ý và lệ khí. Cô gái mang theo đôi mắt đỏ quạch,
mái tóc đen cũng thành màu máu, trông như sát thần bước ra từ địa ngục. Sắc mặt Dương Liêm Sương đanh lại. Cô gái cất giọng vô cảm, bị đánh hội đồng. Dương Liêm Sương gật đầu. Cô gái, đập chết tụi nó. Lời vừa dứt, nàng đã hóa thành một tia sáng đỏ biến mất tăm. Dương Liêm Sương. Hệ Ngân Hà. Tại một gian phòng sang trọng trong tòa cao ốc nọ, có một người đàn ông trung niên vắt chân nằm trên ghế xếp, cầm hờ chai rượu trong tay phải, dùng ánh mắt hứng khởi đánh giá người trước mắt. Đó là một cô gái đang mặc cực ít đồ, chỉ lưa thưa vài miếng vải, độ ít đó ai hiểu được thì hiểu. Cô ta lắc cái eo, hẩy cái mông, đưa ánh mắt dụ hoặc sang cho người đàn ông rồi lại hẩy một cái. Hẩy chỗ nào hà? Không dám viết. Hai mắt sáng như đèn pha, người đàn ông đứng dậy, cũng bắt đầu lên. Ý là tinh thần vui vẻ lên. Đúng lúc này, một tăng nhân xuất hiện. Cô gái thấy người này thì biến sắc, không ngừng lui sang một bên. Tăng nhân thì không khỏi ngẩn ra khi thấy cô ta trước khi nhắm tịt mắt, chắp tay lại, vô biên. Không ngờ ông lại đổ đốn đến vậy. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vô biên mất hứng liếc tăng nhân rồi nằm lại xuống ghế, nói tăng vô, ông không ở lại thư viện quan huyên làm viện chủ mà đến đây làm gì. Tăng vô bước nhanh đến, nói đầy nghiêm trọng, vô biên, Trần Vũ Trụ đã tuyên chiến toàn diện với vũ trụ quan huyên rồi. Vô biên nhún vai thờ ơ, thì liên quan gì đến ta? Tăng vô nhíu mày, sao lại không có? Vô biên hờ hững, ta đã không còn là người của thư viện quan huyên nữa. Tăng vô hạ giọng, ông từng giúp sức bảo vệ vũ trụ quan huyên cơ mà, chẳng lẽ định khoanh tay đứng nhìn nó gặp nạn thật sao? Vô biên vẫn lạnh nhạt, tên khốn nạn kia giết sạch đồ đệ ta, việc gì ta phải giúp nó? Tăng vô thở dài, ông ấy, thu đồ đệ mà lại thu chúng mấy đứa như thế là sao? Vô biên nhấp một ngụm rượu, cô của nó cũng suýt nữa lấy mạng ta. Tăng vô vội nói, ông cũng biết tính tình thiên mệnh ra sao mà, chưa giết bản thể đã là trừ lại mặt mũi rồi. Ngẫm lại mà xem, trước giờ trừ ca ca ra thì nàng ta còn nể ai đến thế nữa? Vô biên không đáp. Tăng vô tiếp tục, vô biên, vũ trụ quan huyên đang cần ông. Vô biên lắc đầu, ta không muốn xen vào chuyện bên đó nữa, cũng không có cách xen vào. Với cả Dương tộc đã xuất hiện rồi, có ta hay không cũng chẳng thừa chẳng thiếu gì. Vẻ mặt tăng vô trở nên phức tạp, ông thật sự bỏ mặc vũ trụ quan huyên sao? Năm xưa ông còn cùng kiếm chủ và những người khác đi đến chân vũ trụ, tàn sát khiến chúng phải sợ cơ mà. Vô biên cười, chuyện qua rồi. Tăng vô thở dài nặng nề. Vô biên ngẩng đầu nhìn ông ấy. Lo tập trung niệm kinh, truyền bá Phật Pháp đi. Chuyện bên trên thế nào thì bớt nhọc lòng, cũng không phải thứ ông có thể quản đâu. Tăng vô, thằng bé là con của huynh đệ ông. Vô biên im lặng. Tăng vô lại nói, những gì thế hệ trước các ông chưa kịp dựng xong, bây giờ đến thế hệ này đảm nhận. Mà nó mới có 18 tuổi. Ta đã nói vậy rồi, đến hỗ trợ hay không thì tùy ông. Ông ấy nói xong thì xoay người biến mất. Để lại vô biên chủ im lặng ngồi đó, một hồi sau mới chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Khắp người ông ta giờ đây đã chẳng còn tản ra khí vận nữa. Nó đã biến mất hoàn toàn kể từ trận chiến năm ấy. Ông ta không còn được chủ nhân bút đại đạo che chở nữa. Mà không được người đó và thiên mệnh chở che nữa có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là ông ta sẽ chết thật. Vô biên chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống một nơi nào đó bên dưới. Thì thầm, chủ nhân bút đại đạo, lần này ông thật sự theo phe chân vũ trụ sao? Hay đây chỉ là một mưu đồ khác của ông? Bỗng nhiên ánh mắt ông ta tập trung vào một cô gái đang đi dạo trên phố. Cô ta mặc váy gai giản dị, mái tóc dài thật dài xõa đến dưới eo. Trong tay ôm một con mèo nhỏ màu trắng. Cô ta bất thình lình dừng lại, quay đầu nhìn về nơi nào đó. Chỉ một cái liếc mắt vô tình này. Đồng tử vô biên chủ co rụt lại, chỉ trong thoáng chốc đã bị đẩy xuống vực sâu hun hút thăm thẳm, lại không cách nào cựa quậy. Cho dù chỉ là một phân, ông ta kinh hãi vô cùng. Cô gái kia thu tầm mắt về, lại cất bước rời đi. Vô biên quay trở lại với gương mặt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn. Khi ông ta nhìn xuống, cô gái đã đi đến trước một ngôi nhà nọ. Bị một con chó hoang lông vàng cản đường. Cô ta chỉ liếc mắt một cái đã khiến nó quỳ mọp xuống đất, run lên bần bật. Cô gái chỉ bình thản đi vào nhà. Vô biên khiếp sợ,
Đó là ai? Chiến trường hư chân. Có hai cô gái đang chậm rãi bước đi trong tinh không. Người bên trái mặc váy trắng phao như tuyết, xinh đẹp tựa thần nữ bước ra từ trong tranh. Người bên phải có suối tóc bạch kim, thân khoác váy trắng, dung mạo không hề thua kém. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Hai cô gái này chính là Nạp Lan Ca và Tịch Huyền. Bốn bề chỉ có ánh sao sáng ngời và sự tĩnh mịch thâm sâu. Hai người sóng vai cùng nhau, lại không nói một lời. Bỗng nhiên Nạp Lan Ca vươn tay, đẩy một chiếc nhẫn không gian sang cho người kia. Tịch Huyền hỏi lại với vẻ hoài nghi, Nạp Lan cô nương, đây là... Nạp Lan Ca mỉm cười, thần giáp quan huyên. Tịch Huyền lẳng lặng nhìn cô hồi lâu. Nạp Lan Ca chỉ nói, chuyến đi này sẽ hung hiểm vô cùng. Tịch Huyền, vì sao cô lại cho rằng ta sẽ tham chiến? Nạp Lan Ca nhìn sang, lại nghe cô ấy nói, hắn cũng không thích ta. Nạp Lan Ca, Tịch Huyền cô nương, ta không biết phải đối mặt với cô thế nào, nhưng ta vẫn hy vọng cô sẽ bình an. Nói rồi, cô xoay người rời đi. Tịch Huyền hỏi, vì sao? Nạp Lan Ca không nhìn lại, vì nếu cô gặp chuyện, huynh ấy sẽ rất đau lòng. Tịch Huyền im lặng. Nạp Lan Ca, từ lần trước huynh ấy đã đau đớn khôn nguôi, chỉ là không thể hiện ra trước cô mà thôi. Nói rồi cô ta nhanh chóng cất bước biến mất. Để lại Tịch Huyền đứng đó bật cười, hai hàng lệ lại chảy ra. Tại một vùng hư không nọ, có một cô gái đang ngồi xếp bằng, hai tay đan lại đặt trước ngực, quanh thân tản ra sức mạnh huyết mạch vô cùng hùng hậu. Đây chính là Ngao Thiên Thiên. Khi Diệp Quân rời đi, cô ta, Tịch Huyền và Nam Lăng Nhất Nhất đều còn đang vùi đầu tu luyện. Nhờ có thiên phú yêu nghiệt mà bọn họ được thư viện Quan Huyên dốc lòng bồi dưỡng. Cho đến hôm nay, cô ta đã đạt đến cảnh giới nhân tiên. Bỗng có tiếng bước chân vọng đến. Ngao Thiên Thiên khẽ cau mày, khi nhìn thấy đó là ai thì ngạc nhiên. Nạp Lan Ca. Cô ta im lặng nhìn người mới đến. Chỉ thấy Nạp Lan Ca mỉm cười chào hỏi, Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên đứng dậy, vừa định hành lễ thì bị Nạp Lan Ca ngăn lại. Cô lấy ra một chiếc bình ngọc trắng, đưa sang, cho cô. Ngao Thiên Thiên hỏi với vẻ khó hiểu, đây là... Nạp Lan Ca, máu tươi của nhị nha cô nương. Nhị nha, viện trưởng yêu viện, yêu thú mạnh nhất của vũ trụ Quan Huyên hiện nay. Biết thứ này có thể thay đổi số mệnh mình thế nào, Ngao Thiên Thiên lộ rõ vẻ xúc động. Nạp Lan Ca lại đưa sang một chiếc nhẫn không gian, đây là thần giáp Quan Huyên, bộ giáp phòng ngự mạnh nhất vũ trụ Quan Huyên chúng ta hiện nay. Ngao Thiên Thiên nhìn cô, vì sao? Nạp Lan Ca chỉ lắc đầu cười, các cô ai cũng thích hỏi câu này hết. Ngao Thiên Thiên bộc trực nói toạc ra, Nạp Lan cô nương, ta cũng thích Tiểu Quân. Nạp Lan Ca gật đầu, ta biết. Ngao Thiên Thiên khẽ ngẩn ra, nhưng chúng ta là tình địch. Nạp Lan Ca vẫn cười, thì thế nào? Ngao Thiên Thiên do dự, cô không sợ ta cướp mất Tiểu Quân sao? Nạp Lan Ca, cảm ơn cô. Ngao Thiên Thiên sửng sốt. Nạp Lan Ca, cảm ơn cô đã liều mình cứu huynh ấy. Đây là chuyện giữa hai người, ta vốn không có tư cách cảm ơn, nhưng ta vẫn muốn nói ra hai chữ này. Dứt lời, cô xoay gót rời đi. Để lại Ngao Thiên Thiên rơi vào im lặng với chiếc bình ngọc trong tay. Một nơi tu luyện khác đang không ngừng lóe lên những luồng năng lượng thuật pháp khiến hư không chấn động kịch liệt. Đứng ở trung tâm là một cô gái đang lơ lửng trên không với cây pháp trượng trong tay phải, toàn thân tỏa ra khí tức hùng hậu. Nam Lăng Nhất Nhất. Kể từ khi Diệp Quân đi, cô ấy vẫn không ngừng vùi đầu tu luyện. Cũng nhờ có truyền thừa thần đạo mà đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thư viện Quan Huyên. Chỉ thấy cô vung pháp trượng lên, hàng nghìn tia chớp bất chợt quét sạch tinh không. Quỳnh! Tinh không hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Thấy vậy, Nam Lăng Nhất Nhất không kiềm được một nụ cười. Thần thuật sư thánh cảnh. Rốt cuộc cô ấy cũng đã đạt đến cảnh giới này, hơn nữa vì tu luyện theo thần đạo điển do chủ nhân bút đại đạo để lại, nên cô cũng không chỉ là thần thuật sư thánh cảnh phổ thông. Nam Lăng Nhất Nhất hưng phấn vô cùng. Mỉm cười nhìn pháp trượng trong tay, cuối cùng cũng giúp được tiểu sư đệ rồi. Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. Nam Lăng Nhất Nhất quay lại, khi thấy đó là ai thì ngẩn ra. Nạp Lan Ca. Cô ấy do dự một hồi trước khi mở miệng, Nạp Lan cô nương.
Nạp Lan Ca đi đến cười đáp, chúc mừng Nhất Nhất cô nương. Nam Lăng Nhất Nhất cong môi, cảm ơn cô. Nạp Lan Ca lấy một chiếc nhẫn không gian đưa sang, cho cô. Nam Lăng Nhất Nhất thắc mắc, đây là gì? Nạp Lan Ca cười, cô nhìn thử xem. Nam Lăng Nhất Nhất vươn tay, chỉ thấy một cây pháp trượng mới xuất hiện. Nó dài 6 thước, toàn thân màu đen nhánh, phần đuôi hơi cong lên, trên đầu gậy treo một ngọn đèn pha lê lấp lánh. Cô ấy không khỏi kinh ngạc, Nạp Lan cô nương, đây là... Nạp Lan Ca cười, cô thử thúc giục nó xem. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một hồi rồi làm theo. Quỳnh! Hai tia chớp phun ra từ miệng cặp lôi long trên đèn, phủ khắp pháp trượng, biến nó thành lôi trượng. Ánh chớp lập lòe, tỏa ra uy thế ngút trời. Nam Lăng Nhất Nhất xúc động vô cùng. Nạp Lan Ca cười nói, thần trượng lôi long, cấp thần đế, pháp trượng cao cấp nhất vũ trụ quan huyên hiện nay. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn cô, Nạp Lan cô nương, thứ này quá quý giá. Nạp Lan Ca lại lắc đầu, không hề. Cô chỉ vào nhẫn, trong này còn một bộ thần giáp quan huyên, cô cứ giữ lại dùng. Nam Lăng Nhất Nhất, Nạp Lan cô nương, mấy thứ này. Nạp Lan Ca chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Để lại Nam Lăng Nhất Nhất đứng tại chỗ, im lặng nhìn pháp trượng và nhẫn không gian trong tay. Ở nơi xa, một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Nạp Lan Ca, Lý Bán Chi. Bà ấy thì thầm, con không muốn họ gặp bất trắc sao tiểu ca. Nạp Lan Ca gật đầu, con có thể chiến đấu cùng tiểu quân lần này không? Lý Bán Chi lắc đầu, không thể. Thân phận của cô quá đặc thù, không thể ra mặt chiến đấu. Thắng thì không sao, nhưng nếu thua sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sĩ khí. Thậm chí có thể hủy diệt. Nạp Lan Ca cười, nếu họ gặp phải chuyện gì, tiểu quân sẽ rất đau lòng. Lý Bán Chi không nói gì. Nạp Lan Ca, quan trọng nhất vào lúc này là đồng tâm hiệp lực chống lại chân vũ trụ, tư tình trai gái gì đều là chuyện nhỏ nhặt. Lý Bán Chi gật gù với vẻ tán thưởng trong mắt. Đã đến lúc này mà còn làm ra chuyện tranh giành tình nhân trong nội bộ thì chẳng khác gì biến vũ trụ quan huyên thành trò cười cho chân vũ trụ tiêu khiển. Hai người nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại chiến trường hư chân, Diệp Quân đi đến một vùng hư không, thấy một thanh niên đang ngồi xếp bằng với 9 luồng pháp thuật vây quanh. Là Diệp Khải. Y cũng đã đạt đến cảnh giới nhân tiên. Trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, sự tiến bộ của người này mới là kinh khủng nhất. Bởi vì không ngày nào là y không chiến đấu. Đã vậy, thư viện quan huyên còn thay y tìm đủ những đạo tắc còn lại, giúp sức mạnh của y tăng vọt đến một tầm cao mới. Như nhận thấy Diệp Quân đến, Diệp Khải mở mắt ra, thấy hắn thì hớn hở mỉm cười, hóa thành một tia chớp vọt đến trước mặt hắn, Diệp Quân ca. Diệp Quân cười đáp, chữa thương hết chưa? Diệp Khải gật đầu, đã hoàn toàn lành rồi. Diệp Quân, thế thì tốt. Diệp Khải quan sát hắn một phen, nhếch môi hỏi, so tài không? Diệp Quân cười, vì sao? Diệp Khải hớn hở, ta đã muốn so tài với huynh từ hồi còn ở nhà họ Diệp rồi. Cho huynh biết, ta cũng muốn làm thế tử lắm nhưng tiếc là không đánh lại huynh nên đành nhận thua. Diệp Quân, vậy thì so? Diệp Khải nghe mà phấn khích không thôi, được. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Huynh, thời không nơi chân trời phía bắc nứt toạc. Một luồng sáng vàng dài đến vạn trượng xuất hiện vắt ngang. Chân vũ trụ. Đôi mắt Diệp Quân nheo lại. Diệp Khải im lặng một hồi rồi nói, xem ra cuộc so tài của chúng ta phải rời lại rồi. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Đi. Hai huynh đệ lắc mình, hóa thành tia sáng biến mất. Cùng lúc đó, hàng loạt thiên tài yêu nghiệt của vũ trụ quan huyên cũng đã xuất hiện trước quầng sáng. Chân vũ trụ đến rồi. Diệp Quân đứng ở hàng đầu, chứng kiến vô số thiên tài thần linh ồ ạt bước ra từ bên trong. Duỳnh duỳnh duỳnh, chiến trường hư chân sôi trào trong nháy mắt. Một số lượng thần linh vô cùng vô tận không ngừng bước ra từ con đường ánh sáng kia, mang theo từng luồng khí tức như sóng thần ập về phía vũ trụ quan huyên, khiến thời không nơi chiến trường cũng nhòe dần đi. Chấn! Một giọng nói vang lên từ hư không, thời không bốn phía thoát cái khôi phục. Lại còn trở nên kiên cố vô cùng, cho dù có đứng trước mấy triệu cường giả thần linh cũng không mảy may suy xuyển. Một người phụ nữ đứng từ nơi sâu xa quan sát hết thảy. Chính là Mộ Niệm Niệm. Bà ấy tự mình ra tay trấn áp thiên địa nơi này.
Người của vũ trụ quan huyên thấy hàng triệu thần linh xuất hiện thì đanh mặt. Đối phương đều là thế hệ trẻ của bên kia. Số lượng hoàn toàn đè bẹp vũ trụ quan huyên. Tuy vậy nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Có thêm 10 triệu tên nữa thì đã sao? Vũ trụ quan huyên đã từng thua, đã từng chết, nhưng chưa từng sợ. Dám có mặt ở đây hôm nay, tức đã chuẩn bị tinh thần tử trận. Diệp Quân nhìn lượng thần linh đông nghìn nghịt kia một hồi thì cong môi mỉm cười, tung mình xuất hiện trước bọn chúng, cao giọng hỏi, ai trước? Trận đấu đỉnh cao. Ai đến? Một mình Diệp Quân đối mặt với mấy triệu thần linh mà nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, trên khuôn mặt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Bên phía vũ trụ thần linh, một cô gái mặc đồ trắng đứng ra, cô ta chính là muội muội Gia Cát Ngưng Nhi của Gia Cát Hạo Nguyệt. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong đôi mắt xinh đẹp có chứa sát ý không che giấu, cô ta đang định lên tiếng thì lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau, để ta. Mọi người nhìn theo tiếng nói, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông mặc áo bào đơn giản, rất trang nhã, không có bất kỳ họa tiết nào, dáng người thẳng tắp như cây giáo, rất khí thế, mái tóc dài được buộc cao trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn ta bình tĩnh, không một gợn sóng. Trong tay phải của hắn ta có cầm một cây thương gỗ đơn giản. Huyền Ung. Nhìn thấy người tới, các thần linh có mặt đều nhốn nháo. Huyền Ung. Người đứng thứ 10 bảng chân võ. Cảnh giới chí tiên. Thương đạo bán bộ nhập phàm. Là yêu nghiệt sử dụng thương lợi hại nhất thế hệ trẻ của chân vũ trụ hiện tại. Ở chân vũ trụ, 10 người đứng đầu bảng chân võ đều là tồn tại như chơi ăn gian. Những người này đều là thiên chi kiêu tử. Sinh ra đã định sẵn là khác với những người khác. Khoảnh khắc Huyền Ung xuất hiện, tất cả thần linh đều hiểu, trận chiến này là một trận đấu đỉnh cao. Thấy Huyền Ung, Gia Cát Ngưng Nhi im lặng một lúc rồi lùi sang một bên. Huyền Ung chậm rãi bước từng bước về Diệp Quân phía xa, hắn ta nhìn Diệp Quân, không nói lời nào đã phóng thương ra. Vụt! Thương vừa ra, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên quét qua nơi đây, hàn mang xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Thời không run rẩy. Thế chưa tới, thương đã tới. Nhưng gần như cùng một lúc, Diệp Quân cũng biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Huyền Ung bỗng quay người, phóng thương ra, kiếm quang và thương mang bùng phát từ trước mặt hắn ta. Nhưng đúng lúc này, phía sau Huyền Ung có một âm thanh phá không đột ngột vang lên, một thanh kiếm lặng lẽ phóng tới. Huyền Ung không quay lại, tay trái cuộn chặt, một luồng sức mạnh cường đại phóng từ cơ thể hắn ta lên trời. Sau đó chặn lại thanh kiếm phía sau. Thương thế. Đồng thời, hắn ta đột nhiên phóng thương ra một lần nữa. Thương mang chợt lóe lên. Nhát thương này phóng ra vừa khéo đâm lên trên phi kiếm. Ầm. Phi kiếm rung lên kịch liệt rồi nứt ra, nhưng đúng lúc này lại một thanh kiếm khác phóng tới. 30 nhát kiếm. Hai mắt Huyền Ung nheo lại, tay phải cầm thương rồi phóng ra một lần nữa. Trong nháy mắt, Huyền Ung lùi lại cả trăm trượng. Mà hắn ta còn chưa dừng lại, một thanh kiếm khác lại phóng tới. Vẫn là 30 nhát kiếm. Hết kiếm này đến kiếm khác. Trong mắt Huyền Ung lóe lên hàn mang, hắn ta dậm chân phải xuống hư không, tay cầm thương gỗ rồi ném ra, trên mũi thương xuất hiện hàn mang. Bùm! Thương mang vỡ tan trong tức khắc, Huyền Ung lại một lần nữa bị đẩy lùi. Mà lúc này lại một thanh kiếm khác phóng tới. Chiêu kiếm này còn nhanh hơn chiêu lúc nãy. Vẫn là 30 nhát kiếm. Nhìn thấy kiếm này, Huyền Ung nheo mắt lại, trong mắt là vẻ tàn ác, hắn ta giận dữ hô lên, tay phải cầm thương giơ lên trời. Nhưng khi kiếm của Diệp Quân phóng tới, nét mặt hắn ta lại thay đổi ngay lập tức. Kiếm này vẫn là con số 30, nhưng đã có thêm kiếm ý vô địch. Sau khi thêm kiếm ý vô địch, sức mạnh của kiếm này đã lập tức thay đổi. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Huyền Ung bị hất phăng ra cả nghìn trượng. Mà ở vị trí hắn ta vừa đứng khi nãy, thời không đã bị bóp méo. Huyền Ung vừa dừng lại, cánh tay phải đã rách ra, máu chậm chậm tuôn ra từ khóe miệng hắn ta, nhưng cũng chính lúc này, lại một thanh kiếm nữa phóng tới. Tốc độ cực nhanh. Huyền Ung nắm chặt tay phải, vực. Bùm. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm vừa phóng tới trước mặt Huyền Ung bỗng trở nên chậm lại. Mà lúc này, Huyền Ung tiến lên phía trước, đâm mạnh thương ra, thoáng chốc thương mang như thác, không gian rung lên. Phản kích. Bụp bụp bụp.
từng tiếng kiếm quang và thương mang thi nhau nổ tung. Thương của Huyền Ung rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Diệp Quân, mỗi thương Diệp Quân đều có thể tránh được một cách hoàn hảo, không chỉ vậy, hắn còn có thể đáp trả mạnh mẽ. Cứ thế kéo dài khoảng một khắc, xung quanh bỗng vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Huyền Ung một lần nữa bị kiếm quang chém lui, hắn ta vừa dừng lại, thời không xung quanh bỗng nứt toác, gần trăm phi kiếm với kiếm ý vô địch chém ra. Đôi mắt Huyền Ung nheo lại, bàn tay trái nắm chặt, lại một lần nữa thi triển thương vực. Khoảnh khắc thương vực xuất hiện, mấy trăm phi kiếm lập tức bị trấn áp lại tại chỗ, nhưng lúc này Diệp Quân ở nơi xa lại biến mất. Con người Huyền Ung chợt co lại, giây tiếp theo, một thanh kiếm đã mạnh mẽ chém vào thương vực của hắn ta. 30 nhát kiếm lâm giới. Bùm! Thương vực thoáng chốc vỡ tan, trong ánh mắt mọi người, Huyền Ung bay ra ngoài, mà khoảnh khắc thương vực vỡ, mấy trăm phi kiếm kiếm ý vô địch cũng bay về phía hắn ta. Nhìn thấy phi kiếm bay tới, Huyền Ung hét lên, phóng. Thương phóng ra, thương gỗ bỗng nhiên phóng ra thương diệm màu đỏ, thương diệm này ngăn lại vô số phi kiếm của Diệp Quân. Tuy nhiên không thể phá hủy được phi kiếm. Bởi vì phi kiếm này có chứa kiếm ý vô địch. Lúc này Huyền Ung chợt hét lên, tiến lên phía trước rồi cầm thương gỗ nhảy lên, nhảy. Thương diệm màu đỏ nhảy lên, sức mạnh cường đại ngay lập tức đẩy mấy trăm thanh phi kiếm của Diệp Quân lùi lại. Nhưng lúc này Diệp Quân lại cầm kiếm lao về phía trước. Kiếm quang xuất hiện. Thương diệm vỡ tan, Huyền Ung lùi lại liên tục. Hắn ta còn chưa dừng lại, Diệp Quân đã lại phóng kiếm tới. Trong mắt mọi người, Huyền Ung lại bị đẩy lui lần nữa. Mà khi hắn ta dừng lại, lại có một thanh kiếm nữa bay tới. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Huyền Ung nheo mắt, trong mắt thoáng qua vẻ hung tàn, hắn ta cầm thương rồi quay lại. Hét lên đầy giận dữ, phần thiên. Âm thanh vừa dứt, hắn ta quay một vòng, thương gỗ với thương diệm nghìn trượng trong tay ngưng tụ quanh người, sau đó hắn ta ném thương ra, thương diệm nghìn trượng phóng ra như thác nước. Đùng đoàng. Một thương đáng sợ này mạnh mẽ ngăn lại nhát kiếm đang phóng tới của Diệp Quân, hai sức mạnh vừa tiếp xúc, thời không xung quanh kịch liệt run rẩy nhưng vẫn chưa vỡ. Huyền Ung một lần nữa bị đẩy lùi. Sức mạnh của hắn ta rơi vào thế yếu. Khoảnh khắc hắn ta lùi lại, phía sau bỗng xuất hiện mấy trăm thanh phi kiếm. Nhận ra điều này, con người của Huyền Ung co lại thành hình mũi kim, lúc này hắn ta không dám che giấu nữa, giơ thương gỗ lên ngang lông mày rồi hét, thương hồn. Bùm! Hắn ta vừa dứt lời, trong cơ thể lập tức phóng ra thương hồn hỏa diệm bốc lên mạnh mẽ sau đó hóa thành từng luồng thương mang hỏa diệm bắn ra xung quanh. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, những thanh phi kiếm kia đều bị đẩy lùi. Thương hồn. Nhìn thấy cảnh này, các thần linh đều sục sôi. Thế nào là thương hồn? Thương có linh hồn của nó, vì thế gọi là thương hồn. Ý, vực, hồn. Ngộ hồn còn khó hơn cả ngộ ý. Tất nhiên không phải nói thương hồn mạnh hơn thương ý, điều này tùy thuộc vào mỗi người. Có người chủ yếu tu ý, ý vô cùng mạnh, có người chủ yếu tu vực. Vực có thể trấn áp mọi thứ, mà có người lại chủ yếu tu hồn, vũ khí của mình có hồn có thể phát huy được võ kỹ lên mức siêu việt. Tất nhiên cũng có người tu cả ba. Giống như Huyền Ung trước mắt này. Hắn ta có thể vào được nhóm 10 người đứng đầu bảng chân võ đương nhiên có chỗ nổi bật hơn người. Sau khi bị đẩy lùi, Diệp Quân nhíu mày thầm hỏi trong lòng, thương hồn. Tiểu tháp không đáp. Diệp Quân lại hỏi, tháp ra, ngoài ý và vực. Còn có cả hồn nữa à? Tiểu tháp đáp, hình như là thế. Diệp Quân chần chừ rồi hỏi, vì sao không nói cho ta, không dạy ta? Tiểu tháp im lặng một lúc mới đáp, ta chờ cậu tự ngộ ra. Mặt Diệp Quân đen xì. Mẹ kiếp, ta còn không biết có thứ này mà ngươi lại bảo ta tự ngộ. Ta ngộ cái lông gì? Diệp Quân hít sâu một hơi, thầm hỏi, tiền bối, sao người cũng không nói với ta? Giọng nói bí ẩn đáp, ta không tiếp xúc với thứ thấp cấp. Diệp Quân im lặng. Được rồi. Hai người thì nhất rồi. Một người không biết, một người coi thường. Tổng kết, hắn phải tự mình ngộ ra. Diệp Quân đau khổ. Ở đằng xa, Huyền Ung cầm thương gỗ trong tay, toàn thân tản ra từng luồng thương hồn huyết diệm đáng sợ. Giờ khắc này khí thế của hắn ta đã mạnh hơn lúc trước. Huyền Ung nhìn chằm chằm Diệp Quân. Đang định nói thì lúc này Diệp Quân đã tiến đến, trong mắt là vẻ ác liệt, hắn cầm kiếm chém về phía trước.
32 nhát kiếm. Sau luồng kiếm quang bộc phát ra, vô số thương hồn hỏa diệm bỗng chốc nổ tung. Thời không run rẩy. Diệp Quân và Huyền Ung đồng thời lùi lại phía sau, nhưng khi lùi lại vô số thanh phi kiếm cũng chém ra. Bùm! Ở nơi xa, Huyền Ung vừa dừng lại một lần nữa bị đẩy lùi. Đồng thời lại có một luồng kiếm quang khác bắn đến từ nơi xa. 33 nhát kiếm. Huyền Ung vẫn chưa dừng lại mà con ngươi đã chợt co lại, tay phải cầm chặt thương gỗ, sau đó dốc hết toàn lực ném mạnh về phía trước. Bùm! Trong khoảnh khắc, vô số thương hồn nổ ra trước mắt hắn ta như thủy triều. Ầm ầm, vô số thương hồn bị một kiếm này phá vỡ, thời không cũng run lên kịch liệt vào lúc này. Cùng lúc này, Huyền Ung bỗng chốc bay ra, khi bay ra cơ thể hắn ta đã bắt đầu nứt dần từng tấc. Mà khi hắn ta dừng lại thì cơ thể đã nứt hoàn toàn, nhưng lại chưa bị phá hẳn. Huyền Ung ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía xa, mà Diệp Quân lại không thừa thắng xông lên, hắn từ từ nhắm mắt lại, tay trái xòe ra, tỉ mỉ cảm nhận những thương hồn xung quanh. Mọi người đều nhìn Diệp Quân, hắn định tung chiêu lớn à? Ở phía xa, Huyền Ung nhìn Diệp Quân chăm chú, hắn ta có thể cảm nhận được kiếm tu trước mặt vẫn chưa thể hiện thực lực thật sự. Bây giờ hắn định tung chiêu lớn à? Huyền Ung nheo mắt, tay phải nắm chặt thanh thương gỗ, giây tiếp theo hắn ta hét lên thật to. Bùm! Trong khoảnh khắc, cơ thể vẫn chưa vỡ hẳn của hắn ta đã bốc cháy. Đốt cháy cơ thể. Thời khắc này, khí thế của hắn ta tăng vọt một lần nữa, đồng thời thương hồn của hắn ta cũng lên đến đỉnh cao. Không có lời nào vô nghĩa, Huyền Ung bỗng vọt về phía trước, ném thương ra. Vụt! Âm thanh khá phong sắc bén vang lên. Ngay lập tức, trường thương hỏa diệm phóng đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân không mở mắt, giơ kiếm lên chặn. Ầm! Diệp Quân bị đẩy lui cả trăm trượng. Mà khi hắn vừa dừng lại, Huyền Ung bỗng phóng thương tới quét ngang. Ầm! Thương hồn hỏa diệm quét tất cả mọi thứ. Diệp Quân vẫn không mở mắt ra, chỉ giơ kiếm lên chặn. Ầm! Trong nháy mắt, Diệp Quân sượt sang bên phải trăm trượng. Trong mắt Huyền Ung lóe lên tia dữ tợn, hắn ta cầm thương nhảy vọt lên ném về phía Diệp Quân, lúc này, thương hồn hỏa diệm ngút trời chém xuống như thác nước nghìn trượng. Diệp Quân vẫn chưa mở mắt, lại giơ kiếm lên chắn lần nữa. Rầm! Lần này Diệp Quân lập tức lùi lại cả mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, đám thần linh đang có mặt đều trở nên phấn khích. Diệp Quân đã hoàn toàn bị áp chế. Mà bên phía vũ trụ quan Huyên, vẻ mặt mọi người đều trầm xuống, trong mắt là vẻ lo lắng. Huyền Ung bỗng chốc biến mất tại chỗ. Bùm! Khí thế đáng sợ quét qua nơi đây. Mà lúc này Diệp Quân cũng mở mắt, đâm kiếm ra. Xoẹt xoẹt xoẹt! Ngay lập tức, trong ánh mắt thảng thốt ngỡ ngàng của mọi người, Huyền Ung lùi lại cả gần nghìn trượng. Đồng thời luồng khí thế đáng gờm cũng bộc phát ra từ người Diệp Quân. Kiếm hồn! Mọi người lập tức hóa đá. Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt, ý của ta là hồn của ta. Dùng ý hóa hồn. Kiếm hồn vô địch. Tiểu tháp. Giọng nói bí ẩn. Ý của ta là hồn của ta, lấy ý hóa hồn. Kiếm hồn vô địch. Giờ phút này, toàn thân Diệp Quân tản ra từng làn hơi thở mạnh mẽ, chấn áp khiến thời không xung quanh rung chuyển dữ dội. Kiếm đã có hồn. Giờ đây, tuy Diệp Quân vẫn chưa nhập phàm nhưng kiếm đạo của hắn đã tăng thêm một bậc. Hơn nữa kiếm hồn của hắn còn không phải hồn bình thường, mà là kiếm hồn vô địch. Bởi vì hắn dùng kiếm ý vô địch để hóa hồn. Phải nói rằng cả hai phe hiện tại đều đã ngơ ngác. Kiếm hồn cảm ngộ nhất thời. Cái quái gì đây? Đám thần linh đều tỏ vẻ không thể tin được. Mà những người bên phía vũ trụ quan Huyên lại vui mừng khôn xiết. Diệp Quân lĩnh ngộ kiếm hồn, thực lực chắc chắn sẽ lại có sự thay đổi về chất một lần nữa. Trong hư không, An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân phía dưới với ánh mắt mang theo ý cười. Ở đối diện bà ấy, An Vương lại im lặng không nói, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc. Người này, thật sự yêu nghiệt. Trong tiểu tháp đột nhiên lên tiếng, hắn, đáng sợ quá. Giọng nói bí ẩn, công nhận. Họ cũng không ngờ Diệp Quân lại ngộ được kiếm hồn trong khi chiến đấu. Ở phía đối diện Diệp Quân, Huyền Ung bị một kiếm của Diệp Quân chém lùi đang nhìn chằm chằm vào hắn, giờ phút này trong lòng hắn ta đã sóng gió cuộn trào, vô cùng kinh hãi.
kiếm hồn. Nếu Diệp Quân tự lĩnh ngộ kiếm hồn thì hắn ta cũng không ngạc nhiên, dù sao thiên tài thế này lĩnh ngộ kiếm hồn cũng không có gì lạ. Nhưng Diệp Quân lại lĩnh ngộ sau khi thấy thương hồn của hắn. Thật đáng sợ. Huyền Ung nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này cơ thể hắn ta đã hoàn toàn bị thiêu cháy, khí thế cũng bắt đầu từ từ yếu đi. Huyền Ung bỗng nhìn quanh tất cả thần linh đang có mặt ở nơi xa, lúc này các thần linh cũng đang nhìn hắn ta. Sau một lúc im lặng, Huyền Ung bỗng bật cười. Bùm! Ngay tức khắc, một luồng hỏa diệm bỗng chốc phóng ra từ linh hồn của hắn ta. Thiêu hồn! Hắn ta biết Diệp Quân lĩnh ngộ được kiếm hồn đã không phải người mình có thể đánh bại được nữa, huống chi đánh đến bây giờ, Diệp Quân vẫn còn dư sức. Đánh không lại, hắn ta chỉ có hai lựa chọn. Đầu hàng! Hoặc đánh đến chết! Hắn ta chọn vế sau. Thấy Huyền Ung thiêu hồn, xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Bên phải, tất cả thần linh đều đang nhìn Huyền Ung. Thực ra ngay khi Diệp Quân lĩnh ngộ được kiếm hồn là bọn họ đã biết kết cục. Đây là đời sau của kiếm chủ nhân gian của vũ trụ Quan Huyên, thực lực vượt xa dự đoán của đám thần linh bọn họ. Huyền Ung. Vào lúc này, một thần linh bỗng hô lên. Huyền Ung. Sau tiếng hô đó là vô số tiếng hô khác không ngừng vang lên. Sau khi thiêu đốt linh hồn, Huyền Ung nhìn quanh các thần linh đang gọi tên mình, hắn ta khẽ mỉm cười cuối cùng ánh mắt dừng ở thông đạo trận pháp dịch chuyển kim quang, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến và nuối tiếc, hắn ta khẽ nói, Mạn Nhi, vĩnh biệt. Dứt lời, hắn ta dậm chân phải xuống, hóa thành làn sóng lửa phóng vút ra. Phụt, thương diệm nghìn trượng có chứa thương ý và thương hồn phóng tới chỗ Diệp Quân ở phía xa, mà lúc này Diệp Quân cũng phóng kiếm. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Quân liên tiếp lùi lại, lần này hắn lùi ra ngoài trăm trượng. Thương diệm và hỏa diệm chậm chậm tan biến, Huyền Ung đã không còn, chỉ còn lại thanh thương gỗ. Chiến đấu đến chết, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Đúng lúc này, trong thông đạo kim quang có một cô gái thần linh chạy ra, khi nhìn thấy thanh thương gỗ, sắc mặt cô ta trắng bệch, ngơ ngác đứng ở đó. Một lát sau cô ta điên cuồng chạy đến trước thương gỗ. Hai tay run run nâng thương gỗ lên, nước mắt lăn dài, xin lỗi, ta đến muộn. Các thần linh nhìn thấy cô gái này thì đều im lặng. Lúc này, cô gái linh bỗng nở nụ cười, đã nói sẽ ở bên nhau cả đời, nhưng không sao, kiếp sau chúng ta ở bên nhau, chờ ta. Bùm! Cơ thể và linh hồn cô gái đều bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt các thần linh đang có mặt đều thay đổi, họ định cứu nhưng lúc này cô gái thần linh đã hóa thành tro tàn. Hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cây thương gỗ. Thấy cảnh này, vẻ mặt các thần linh đều trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, An Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, bà ta cầm thương gỗ lên, nhìn nó với ánh mắt phức tạp, người đâu? Bà ta vừa dứt lời, một ông lão áo đen xuất hiện phía sau. An Vương đưa thương gỗ cho ông lão áo đen, đưa đến Anh Linh Điện. Đương nhiên Huyền Ung có tư cách vào Anh Linh Điện. Ông lão áo đen cầm lấy thương gỗ, quay người biến mất ở phía cuối đường hầm thời không xa xa. An Vương quay lại nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng thì hắn đã nói im miệng. An Vương sửng sốt. Diệp Quân nói, ta không có hứng nói vớ vẩn với bà. Nói xong hắn xoay người đi về phía nhóm thần linh. An Vương tức đau cả ngực, hai bên đều đau. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt nhóm thần linh, người tiếp theo. Người tiếp theo. Giọng nói rất bình tĩnh, rất nhẹ, nhưng tất cả thần linh đều nghe thấy. Nhóm thần linh im lặng. Người thứ 10 bảng chân võ đã bị giết, có nghĩa là bọn họ không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt. Đúng lúc này, trong đường hầm thời không kim quang có một người đàn ông từ tốn bước ra. Gã có thân hình cao lớn tới 9 thước, mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, hai mắt sáng như đuốc, hai cánh tay như cột đình, ngực rộng vạm vỡ, cơ bắp lộ ra. Gân xanh hiện rõ, toàn thân hiện rõ sức mạnh bùng nổ. Người đứng thứ 9 bảng chân võ, Hoành Sơn Võ. Thể tu. Các thần linh đều nhường đường, Hoành Sơn Võ chậm rãi đi về phía Diệp Quân, cất giọng như chuông đồng, mấy người xếp hạng phía trước muốn ra tay nhưng ta cảm thấy Huyền Ung đã chiến đấu đến chết thì cũng nên tới lượt ta mới phải, dù sao ta cũng ở trước hắn. Diệp Quân nhìn Hoành Sơn Võ, hay là gọi luôn người đứng đầu đi. Ta sao cũng được. Gọi luôn người đứng đầu. Nghe Diệp Quân nói thế,
Các thần linh đang có mặt đều giận không có chỗ chút, kiếm tu này thực sự ngông cuồng. Nhưng ngẫm lại, kiếm tu này đúng là không yếu. Cho dù đánh với Huyền Ung cũng chưa dốc hết toàn lực. Ai dám nói người ta không có thực lực đánh với người đứng đầu bảng. Các thần linh đều im lặng. Người có thể phản bác người ta, nhưng người phải có thực lực. Không có thực lực mà dám cãi với người ta thì đúng là nhảm nhí. Nghe Diệp Quân nói thế, Hoành Sơn Võ lại lắc đầu, người thách thức đại ca thì phải vượt qua chúng ta trước đã. Nói rồi gã nắm tay phải thành quyền. Thời không dung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoành Sơn Võ tiến lên tung nắm đấm về phía Diệp Quân. Quyền này như núi ập xuống chấn động cả thiên địa. Thể tu. Ở nơi xa, Diệp Quân nhìn quyền đó hạ xuống, hai mắt nheo lại, quyền này như có hàng vạn ngọn núi lớn ập đến, chỉ quyền thế thôi đã có thể khiến đất trời rung chuyển. Mà Diệp Quân ở trong vòng xoáy của quyền này càng không thể hít thở nổi. Hoành Sơn Võ ở đối diện Diệp Quân không dám giữ lại, vì thế vừa ra tay đã tung sát chiêu. Lúc này một luồng kiếm ý giang lên trong cơ thể Diệp Quân. Kiếm ý vô địch. Luồng kiếm ý này ngăn lại quyền thế ngút trời đó, đồng thời hắn cũng chém kiếm ra. 35 nhát kiếm. Đoàng. Kiếm quang và quyền thế nổ tung, trong nháy mắt, Diệp Quân liên tục lùi lại cả nghìn trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, mấy nghìn trượng thời không phía sau đã chấn động, sau đó dập dờn như gợn sóng, cực kỳ kinh hãi. Nhưng vẫn chưa vỡ. Mộ Thiên Đạo tự mình ra trì, đương nhiên thời không này không thể dễ dàng bị phá vỡ được. Nhìn thấy Diệp Quân bị quyền này đẩy lui gần nghìn trượng, nét mặt mọi người bên phía vũ trụ quan huyên chợt trở nên nặng nề. Thiên tài trong bảng chân võ đúng là đáng gờm. Hơn nữa đây mới chỉ là người đứng thứ 9. Vậy 5 người đầu, 3 người đầu sẽ yêu nghiệt cỡ nào? Diệp Quân nhìn tay phải của mình, tay hắn đã toát ra, máu không ngừng chảy. 30 lắm nhát kiếm cũng không thể đấu lại được đối phương. Diệp Quân nhìn Hoành Sơn Võ phía xa, tiếp tục đi. Dứt lời, hắn cầm kiếm xông lên. Vụt! Kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm đã ở ngay trước mặt Hoành Sơn Võ. 37 nhát kiếm. Khi thanh kiếm xuất hiện, thời không xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Hoành Sơn Võ không lùi mà tiến, vọt lên trước tung quyền đỡ lại kiếm của Diệp Quân. Cứng đối cứng. Bùm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc như sấm mùa xuân vang vọng đất trời, rung chuyển thiên địa. Hai người cùng bị lùi lại phía sau. Diệp Quân lại lùi gần nghìn trượng, còn Hoành Sơn Võ thì chỉ lùi lại khoảng mấy trăm trượng. Lúc này, vài thanh phi kiếm đột nhiên bay ngang qua. Xa xa, Hoành Sơn Võ vươn hai tay về phía trước như một vị thiên thần. Phụt phụt phụt! Ngay lập tức, mấy thanh phi kiếm bị đánh bật ra. Còn Hoành Sơn Võ thì không hề hấn gì. Cơ thể vô địch. Lúc này Hoành Sơn Võ bỗng nhìn Diệp Quân phía xa, hai mắt trợn to giận dữ, gã nhảy vọt lên như hổ dữ vồ mồi, vẻ mặt tàn ác, khi gã nhảy tới trước mặt Diệp Quân thì tung quyền ra, trước sau như một. Cực thẳng thì như cong, cực khéo thì như vụng. Là thể tu, gã không hề khoa trương lòe loẹt, cả đời chỉ tu quyền. Mà một quyền này, gã đã tu cả triệu lần. Quyền này vừa tung ra, thời không nơi Diệp Quân đứng lập tức méo mó, cho dù mọi người đứng ở nơi cách đó mấy nghìn trượng cũng cảm nhận được quyền thế đáng sợ ngút trời này, họ không khỏi lùi lại liên tục để tránh quyền thế sắc bén này. Đối mặt với quyền này, Diệp Quân không lùi mà tiến, hắn tiến tới vung kiếm ra. 40 nhát kiếm. Mà lần này trong kiếm có hai loại sức mạnh. Kiếm ý. Kiếm hồn. Kiếm này vừa phóng ra, thiên địa đều sợ hãi. Đoàng. Sức mạnh của hai người vừa va chạm, một luồng kiếm quang và quyền thế đã bộc phát, trong nháy mắt hai người đồng thời lui về phía sau, thời không xung quanh trở nên sục sôi. Khi lùi lại, Diệp Quân lại bỗng dưng biến mất như bóng ma, ở nơi xa, Hoành Sơn Võ trợn tròn hai mắt, đang định ra tay thì thấy một thanh kiếm bay về phía mình. Hoành Sơn Võ vội nhắm hai mắt lại. Phụt! Kiếm quang bay vụt qua mặt Hoành Sơn Võ. Hỏa quang bắn tung tóe khắp nơi. Sức mạnh cực lớn làm rung chuyển mặt đất, Hoành Sơn Võ liên tục bị đẩy lui, mà lúc này vô số phi kiếm từ xung quanh bay tới, chém về phía gã như cơn vũ bão. Hoành Sơn Võ đưa tay lên đầu, mặc cho vô số phi kiếm chém vào cơ thể, mà cơ thể gã như bức tường thép, mặc cho vô số phi kiếm chém vào cũng chẳng hề tổn thương.
cơ thể vô địch đã ở trạng thái bất bại. Mà lúc này, Hoành Sơn Võ dường như cảm nhận được điều gì, gã bỗng mở mắt ra, vừa mở mắt, một thanh kiếm đã phá không bay tới. 41 nhát kiếm. Khi Diệp Quân liên tiếp phóng ra 41 kiếm, thực lực của kiếm đã lại có sự thay đổi về chất. 40 kiếm là một mốc trở ngại, mỗi lần tăng lên một cấp đều khó như lên trời, nhưng nếu làm được thì sức mạnh sẽ vô cùng đáng sợ. Không chỉ thế, lúc này còn có 3 phi kiếm đồng thời bay ra. Mà 3 thanh phi kiếm cũng là 41 nhát. Cả 4 đều có chung một đích đến. Mục tiêu của 4 thanh kiếm đều là đầu mày của Hoành Sơn Võ. Lúc này Hoành Sơn Võ cảm nhận được nguy hiểm, gã hét to một tiếng rồi dậm chân phải, thần uy bất động. Ngay lập tức, một luồng kim quang phù văn bí ẩn lan ra từ cơ thể Hoành Sơn Võ, những kim quang phù văn này nhanh chóng bao trùm lấy gã. Lúc này cả 4 thanh kiếm đều đã tới. Bùm! Không gian xung quanh Hoành Sơn Võ rung chuyển dữ dội, thoáng chốc Hoành Sơn Võ liên tục lùi lại, mà nơi đầu mày của gã, kim quang phù văn đã vỡ tan, đồng thời đầu mày của gã cũng toát ra, máu bắn tung tóe. Con người Hoành Sơn Võ co rụt lại, hai tay nắm chặt, đang định thiêu hồn thì lúc này một thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu mày đã nứt toác của gã. Phụt! Cơ thể Hoành Sơn Võ cứng đờ tại chỗ, hai tay gã vẫn nắm chặt. Thất bại! Xung quanh im lặng như tờ. Mọi người nhìn Diệp Quân, khóe miệng hắn có một vệt máu từ từ trào ra. Phóng ra 4 kiếm cùng lúc tiêu hao cực nhiều, quan trọng nhất là lực phòng ngự của Hoành Sơn Võ quá mạnh, tuy hắn phá được phòng ngự của đối phương nhưng cũng bị thương. Diệp Quân lau vết máu bên khóe miệng rồi nhìn nhóm thần linh, mời vị tiếp theo đến chịu chết. Đám thần linh. Vẻ mặt Diệp Quân trở nên hung ác, gọi đại ca đứng đầu bảng của các ngươi ra đây. Lão tử muốn đánh với người mạnh nhất, ta muốn chết. Mau đến giết ta đi. Mọi người. Nghe lời này của Diệp Quân, các thần linh đang có mặt đều giận tím mặt. Yêu cầu này thực sự quá ngông cuồng. Quá coi thường chân vũ trụ. Đấu với người đầu bảng. Hắn nghĩ mình là ai? Mà phía sau Diệp Quân, nhóm Diệp Khải lại nhíu mày. Giờ phút này họ cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Quân vẫn muốn đánh. Hắn định một mình chống lại thiên tài của cả tộc thần linh sao? Nghĩ đến đây, nét mặt nhóm Diệp Khải đều tối sầm lại. Họ có thể đoán được ý của Diệp Quân, hiển nhiên Diệp Quân không muốn để họ đối mặt với thiên tài yêu nghiệt của cả tộc thần linh. Dù sao thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên so với nhóm thiên tài yêu nghiệt hàng đầu thế hệ trẻ của chân vũ trụ vẫn có khoảng cách. Mà bây giờ mỗi trận chiến đều có một người phải chết. Không phải người của chân vũ trụ chết thì sẽ là người của vũ trụ Quan Huyên phải chết. Lúc này Diệp Khải đột nhiên đi đến bên Diệp Quân, nói với hắn, Diệp Quân ca, để ta đánh với người tiếp theo đi. Diệp Quân lắc đầu, không cần. Diệp Khải còn muốn nói gì đó nữa thì Diệp Quân đã mỉm cười, ta làm được. Diệp Khải trầm giọng, Diệp Quân ca, chúng ta biết ý của huynh, nhưng... Diệp Quân lắc đầu, không có nhưng, ta đánh được. Để ta, chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Khải im lặng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, nếu ta ngã xuống thì đệ lên đánh. Vẻ mặt Diệp Khải phức tạp, y còn định nói gì nữa nhưng lúc này một người đàn ông bên phía thần linh bỗng đi tới trước mặt Hoành Sơn Võ định đưa gã đi, nhưng Diệp Quân lại nói, động vào thì ngươi sẽ chết. Người đàn ông thần linh quay đầu nhìn Diệp Quân mặt không đổi sắc cút. Người đàn ông thần linh nổi giận, Diệp Quân. Hắn đã thua ngươi, nhưng ngươi không thấy mình nên tôn trọng hắn à? Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông thần linh, theo như ta biết, trước đây vũ trụ Quan Huyên ta chiến đấu với thiên tài yêu nghiệt và cường giả của các ngươi và chết ở Trấn Thiên Môn, bây giờ thi thể của họ vẫn đang bị treo trên trụ đá của chân vũ trụ, chuyện này có phải là thật không? Nghe vậy, nét mặt người đàn ông thần linh hơi khó coi. Diệp Quân nhìn chằm chằm hắn ta, các ngươi có tôn trọng họ không? Người đàn ông thần linh nói, hai chuyện này khác nhau, chúng ta. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Phụt, đầu người đàn ông thần linh đột nhiên bay ra, máu văng xa cả mấy trượng. Nhìn thấy cảnh này, đám thần linh đều nổi giận, đang định ra tay thì Diệp Quân bật cười giễu, đánh đơn không đánh lại nên định đánh hội đồng à. Sắc mặt đám thần linh vô cùng khó coi, lúc này bọn họ tức giận vô cùng, nuốt xuống không được mà chút ra cũng không xong. Lúc này, đường hầm thời không kim quang có tiếng bước chân vang lên,
Mọi người nhìn về đại đạo dịch chuyển kim quang thì thấy một cô gái từ tốn bước ra. Cô gái này mặc chiếc váy mây thêu hoa đơn giản, mái tóc dài buông xõa sau lưng, phần đuôi được buộc bằng một dải duy băng, nhìn qua thì rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi, dung nhan tuyệt thế, chỉ là khuôn mặt rất lạnh lùng, tựa như băng tảng. Úc Nhất Triều, có thần linh đã nhận ra cô gái này. Người xếp thứ 8 bảng chân võ. Úc Nhất Triều chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, cô ta nhìn hắn, chỉ tay vào thi thể của Hoành Sơn Võ, có thể di chuyển sang một bên được không? Diệp Quân nói, người đâu? Dứt lời có hai ông lão xuất hiện, chuyển thi thể Hoành Sơn Võ sang một bên. Úc Nhất Triều nhìn Diệp Quân, mời. Dứt lời, cô ta xòe tay phải ra. Bù! Trong phút chốc, thời không nghìn trượng xung quanh xuất hiện vô số phù văn màu đỏ kỳ dị, sau khi chúng xuất hiện thì thời không bỗng rung chuyển kịch liệt. Cùng lúc đó, vô số lôi điện màu đỏ dâng lên đổ dồn về phía phù văn, bắn tới chỗ Diệp Quân nơi xa. Mỗi luồng lôi điện đều ẩn chứa uy lực ngút trời. Cô ta vừa tới đã tung chiêu lớn. Mà lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên biến mất. Phụt! Một luồng kiếm quang phóng đến trước mặt cô gái kia. Nhát kiếm này nhanh như chớp. Nhưng khi hắn phóng tới trước mặt cô gái ấy thì cô ta lại biến mất như một bóng ma. Cùng lúc này, vô số lôi điện màu đỏ đã tới xung quanh hắn. Diệp Quân hơi híp mắt, xòe tay, vô số phi kiếm bay ra, rất nhanh những phi kiếm này hóa thành từng luồng kiếm quang chém ra tứ phía. Phút phút, trong mắt mọi người, từng thanh phi kiếm không ngừng chém vào thần lôi, phi kiếm không ngừng chém vào nhưng không thể chém vỡ được huyết lôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân lại chợt ngẩng đầu, cô gái kia đang lơ lửng cách đó trăm trượng, cô ta xòe tay rồi chém xuống. Bùm! Thần lôi nghìn trượng từ trên trời giáng xuống, đánh về Diệp Quân bên dưới. Diệp Quân khẽ dậm chân phải. Vụt! Hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, một thanh kiếm phóng tới trước mặt cô gái, nhưng thanh kiếm vẫn chỉ đâm vào hư không vì cô ta đã không còn ở đó nữa. Không chỉ vậy, thần lôi nghìn trượng dường như biết bám đuôi, đuổi theo phía sau hắn. Diệp Quân quay phát lại chém ra một kiếm. Bùm! Kiếm quang và lôi quang bộc phát ra, Diệp Quân liên tục lùi lại, khi hắn dừng lại, một đạo lôi quang màu đỏ bỗng vụt qua rồi nổ tung trước mặt hắn. Hai mắt Diệp Quân nheo lại, hắn đứng đó đâm kiếm ra. 40 nhát kiếm. Ầm. Vô số lôi quang màu đỏ bỗng chốc nổ tung. Nhưng lúc này một tàn ảnh lại vụt qua trước mặt Diệp Quân, hắn đang định vung kiếm lần nữa thì dây tiếp theo phi kiếm trong tay hắn đã bị lôi quang ấy quấn mất lúc nào không hay. Diệp Quân quả quyết từ bỏ kiếm trong tay, tay phải nắm chặt thành quyền rồi tung về phía trước. Liệt thế thốn kình, cùng chết. Đây là võ kỹ đầu tiên hắn học được, cấp bậc không cao lắm nhưng lúc này hắn thi triển ra lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Bùm! Trong mắt mọi người, thời không xung quanh Diệp Quân rung chuyển kịch liệt, lôi quang đáng sợ trước mặt hắn đã bị quyền của hắn chống lại. Mà sau lôi quang này chính là Úc Nhất Triều. Úc Nhất Triều điều khiển lôi quang, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân. Nhưng lúc này, một thanh phi kiếm lại đột nhiên bay đến chém thẳng về phía Úc Nhất Triều. Dùng ý niệm điều khiển kiếm. Lúc này, trong mắt Úc Nhất Triều bắn ra hai lôi quang màu đỏ. Bùm! Sau tiếng nổ vang dội, Úc Nhất Triều và Diệp Quân đồng thời lùi lại, xung quanh, vô số lôi quang và kiếm quang không ngừng phóng ra tứ phía, vô cùng kinh người. Hai người đều lùi lại mấy trăm trượng mới dừng lại, Úc Nhất Triều nhìn Diệp Quân phía xa, xòe tay ra. Ầm! Một ngọn lôi diệm phóng lên trời từ lòng bàn tay cô ta, trong nháy mắt thời không trong phạm vi mấy nghìn trượng bỗng chốc biến thành màu đỏ đậm. Diệp Quân nhìn lôi diệm đó mà nhíu chặt lông mày, hắn nhẩm niệm. Cả người hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Vụt! Một tiếng khí nổ sắc bén đột nhiên vang lên, trong tích tắc, một thanh kiếm đã bay đến trước mặt Úc Nhất Triều. Thấy thanh kiếm đó tới gần, trong mắt Úc Nhất Triều hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta hét lên một tay, tay phải cầm lôi diệm rồi ấn mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, thời không mấy nghìn trượng đều biến thành biển lửa. Rất nhanh, trong mắt mọi người, từng luồng kiếm quang và lôi quang đã đan chéo vào nhau trong biển lửa, giao chiến vô cùng kịch liệt. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, người bình thường vốn chẳng thể nhìn thấy bản thể thật sự của họ, chỉ nhìn thấy tàn ảnh mờ ảo, còn có vô số kiếm quang và lôi quang kia.
vũ trụ quan Huyên và chân vũ trụ đều quan sát trận chiến giữa biển lửa ấy, tốc độ của Diệp Quân và Úc Nhất Triều càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng lôi và tiếng kiếm, không thấy tàn ảnh nữa. Trên hư không, An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân và Úc Nhất Triều phía dưới, với thực lực của bà đương nhiên có thể nhìn rõ hai người, vẻ mặt bà bình tĩnh, trên mặt không có chút dao động nào. An Vương cũng nhìn hai người, ánh mắt vẫn luôn hướng về Diệp Quân. Đánh đến bây giờ, bà ta phát hiện Diệp Quân vẫn chưa sử dụng thế mạnh của mình. Cũng chưa dùng đến thần kiếm tuyệt thế đó. Bà ta biết nếu Diệp Quân dùng thanh kiếm đó thì Úc Nhất Triều chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Lúc trước bà ta đã được chứng kiến sự đáng sợ của thanh kiếm đó, cảnh giới của Diệp Quân khi đó yếu như kiến, nhưng lại có thể đấu được với thần quân là hoàn toàn nhờ vào thanh kiếm đó. Diệp Quân là kiếm tu, nếu dùng thanh kiếm đó thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa sử dụng. Vì sao? An Vương cau mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bùm! Lúc này, một luồng lôi quang màu đỏ bỗng phóng lên trời từ phía dưới, nhưng trong nháy mắt đã bị một luồng kiếm quang chém vỡ, sau đó trong mắt mọi người, từng luồng kiếm quang lại chém về một chỗ. Đột nhiên, thiên địa vang lên từng tiếng nổ kịch liệt, sau mỗi tiếng nổ vang đều sẽ có một lôi quang lui lại phía sau. Trong lôi quang đó chính là Úc Nhất Triều. Sau khi Úc Nhất Triều lùi lại mấy trăm trượng, cô ta vừa dừng lại đã có một kiếm quang phóng tới. Con người của Úc Nhất Triều co lại, hai tay chắp thành chữ thập, trong nháy mắt lôi quang trong cơ thể phóng lên trời, lôi quang hóa thành pháp tướng lôi thân 3.000 trượng, pháp tướng lôi thân này đột nhiên đè tay xuống, lôi quang đáng sợ quét xuống như làn sóng. Bùm! Ngay tức khắc, Diệp Quân bị hất văng xa hàng nghìn trượng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn Úc Nhất Triều, lúc này pháp tướng lôi thân trên đỉnh đầu cô ta đang chắp tay, toàn thân tản ra lôi uy đáng gờm, lôi uy cường đại khiến cả thiên địa đều run rẩy. Diệp Quân nhìn pháp tướng lôi thân với vẻ mặt bình tĩnh. Mà lúc này, Úc Nhất Triều đột nhiên hóa thành lôi quang bay vào trong pháp tướng lôi thân. Một làn lôi diệm bùng phát ra từ trong pháp tướng lôi thân, trong khoảnh khắc, lôi diệm nghìn trượng quét về phía Diệp Quân. Giờ phút này, cho dù mọi người cách xa mấy vạn trượng cũng có thể cảm nhận được lôi uy diệt thế đáng sợ. Khuôn mặt họ cũng trở nên nghiêm túc. Mà lúc này Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp thiên địa, sau đó một luồng kiếm quang phá tan lôi diệm nghìn trượng ấy, chém vào pháp tướng lôi thân. Diệt! Trong pháp tướng lôi thân vang lên giọng của Úc Nhất Triều, sau đó pháp tướng lôi thân bỗng ấn tay xuống đánh vào kiếm quang bên dưới. Đoàng! Một trường hạ xuống, thiên địa rung chuyển kịch liệt giống như động đất, cực kỳ giận người. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trường này giáng xuống, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn giẫm chân phải, cả người hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Cứng đối cứng. 45 nhát kiếm. Nhát kiếm này được hắn ra chỉ thêm kiếm ý vô địch và kiếm hồn vô địch, khi kiếm phóng ra, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp chiến trường hư chân. Bùm! Trong mắt mọi người, luồng kiếm quang phá tan lôi thú, lôi thân vỡ tan từng tấc. Úc Nhất Triều ở trong lôi thân con ngươi chợt co lại, hai tay cô ta nắm chặt, cơ thể và linh hồn trong nháy mắt đồng thời bốc cháy. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Úc Nhất Triều trở nên hơi vặn vẹo cùng chết đi. Dứt lời, cô ta lao tới, chủ động đâm vào kiếm của Diệp Quân. Phụt! Kiếm của Diệp Quân đâm vào bụng cô ta, mà lúc này cô ta lại dùng hai tay nắm lấy bả vai Diệp Quân. Bùm! Một luồng sức mạnh kinh hãi tuôn ra từ cơ thể cô ta. Cùng chết chung! Thấy thế mọi người ngạc nhiên đến mức sững sờ. Không ai ngờ rằng Úc Nhất Triều thế mà lại kiên cường khí khái như thế, thiêu hồn cùng chết. Chẳng những mọi người bất ngờ, lúc này Diệp Quân cũng không ngờ đến chuyện này, khi Úc Nhất Triều chộp lấy hai cánh tay của hắn, vào thời khắc mấu chốt này, cơ thể hắn toát ra một luồng kiếm ý vô địch đáng sợ, những kiếm ý vô địch này quấn lấy hắn. Không gian bỗng rung chuyển, một tiếng nổ vang lên khiến màng nhĩ của mọi người đều ong ong đau nhức. Lúc này Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng trước ánh nhìn của mọi người. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Khi Diệp Quân dừng lại, quần áo trên người hắn đã biến thành màu đỏ, không chỉ như thế, máu còn chảy ra từ khóe miệng hắn. Thấy thế, mấy người vũ trụ quan Huyên xa sầm mặt mày.
Lúc này sắc mặt các thần linh bên chân vũ trụ cũng rất khó coi, vì Úc Nhất Triều đã hoàn toàn biến mất. Lại thêm một người chết. Đánh nhau đến bây giờ, chân vũ trụ đã bị tổn thất ba yêu nghiệt thiên tài trên bảng chân võ. Đây là điều mà họ hoàn toàn không ngờ đến. Tất cả thần linh nhìn Diệp Quân cả người be bét máu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong hư không, Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, khẽ cười. Hắn xoay người nhìn các thần linh đó, người tiếp theo. Người tiếp theo. Còn muốn đánh nữa à? Tất cả các thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quân, cảm thấy kinh hãi. Ngay lúc này lại có thêm một thần linh chậm rãi bước ra từ trong đường hầm thời không. Đó là một người đàn ông vóc dáng khá cao, mặc một bộ đồ trắng đơn giản, rất mộc mạc, tay trái cầm một thanh đao. Tùy Tâm. Có thần linh ở đó ngạc nhiên thốt lên. Tùy Tâm. Đứng thứ 6 bảng chân võ. Người đến không phải là người đứng thứ 7 mà là thứ 6. Nhìn thấy Tùy Tâm, vẻ mặt các thần linh đều trở nên vô cùng nghiêm túc, dĩ nhiên là mong đợi nhiều hơn. Tùy Tâm này là một vị đao tu, là một nhân vật truyền kỳ ở chân vũ trụ, nghe nói năm đó từng nhảy lên 3 cấp giết một Tuế Nguyệt Tiên. Nhảy lên tận 3 cấp. Thiên tài đáng sợ này đã không phải là người mà có thể dùng cảnh giới đơn thuần đo lường được. Đến sau trận chiến đó, Tùy Tâm dường như mất tích, chỉ thỉnh thoảng có chút tin đồn, gã chuyên tâm khổ tu. Các thần linh đều khá bất ngờ, không ngờ Tùy Tâm lại xuất hiện ở đây. Tất cả thần linh đều vô cùng mong đợi. Tùy Tâm chậm rãi bước đến chỗ Diệp Quân, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh như nước. Diệp Quân đang định ra tay, mà ngay lúc này Diệp Khải bỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn vừa định nói gì đó. Diệp Khải lại bỗng cả giận nói, nếu huynh không để cho bọn ta chiến đấu thì bọn ta ở đây có ích gì nữa. Nhìn một mình huynh chết trận sao? Diệp Quân nhếch môi, vừa định nói gì đó, Diệp Khải lại ngắt lời, đỡ huynh ấy xuống đi. Vừa dứt lời, Nguyệt Trần và Cổ Thái Tử lập tức bước đến bên cạnh Diệp Quân đỡ hắn xuống. Diệp Khải xoay người nhìn Tùy Tâm ở đằng xa, ta sẽ đánh với ngươi. Tùy Tâm lại lắc đầu. Gã nhìn Diệp Quân, ta chỉ đánh với hắn. Diệp Khải nhíu mày, Tùy Tâm lại nói, hắn có thể chữa trị vết thương trước, sau khi hắn hồi phục ta sẽ đánh với hắn. Diệp Khải nhìn Tùy Tâm, đánh chết ta, người có thể trị thương rồi đánh với Diệp Quân huynh. Tùy Tâm im lặng một lúc lâu rồi gật đầu nói, được. Vừa dứt lời, gã bỗng lao đến trước, tung một đao ra. Xoẹt! Vừa xuất ra đòn tấn công. Đao quang cả vạn trượng xuất hiện làm chấn động trời đất. Diệp Khải híp mắt, lần này y không nương tay, hai tay giơ lên, mở. Y vừa dứt lời, một cánh cửa bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu y. Pháp môn. Tất nhiên Diệp Khải không dám sơ suất và khinh thường khi đối mặt với các thiên tài trên bảng chân võ của chân vũ trụ. Pháp môn vừa mở ra, chín pháp tắc xuất hiện. Diệp Khải bỗng nhấc chân phải lên rồi dậm mạnh xuống. Mang theo chín pháp tắc lao đến. Đối đầu trực diện. Ngay sau đó một tiếng nổ chói tai bỗng vang vọng khắp chiến trường hư chân này, hai người đồng thời lùi về sau. Diệp Khải vẫn chưa dừng lại, tiếng phá vỡ không khí ở đằng xa vang lên. Sau đó lại có một đao nữa chém tới. Vèo. Đao quang cả ngàn trượng như vũ bão dứt khoát mạnh mẽ, dường như muốn chém phá hết cả không gian này, cực kỳ hãi hùng. Diệp Quân cong môi nở nụ cười, y bỗng xòe hai tay ra, hợp. Thoáng chốc chín pháp tức này biến thành một luồng sáng lao vào giữa trán y. Chín pháp tắc dung hợp. Khí tức của Diệp Khải bỗng tăng lên rất nhanh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cùng lúc đó Diệp Khải bỗng tung một quyền, sức mạnh chín pháp tắc này hiện ra, thời không trong cả ngàn trượng đều chấn động. Dầm. Trời đất rung chuyển. Một làn sóng xung kích năng lượng đáng sợ đột nhiên bùng phá dưới ánh mắt của mọi người, sức mạnh cực lớn thoáng chốc đẩy Diệp Khải và Tùy Tâm cùng lùi về sau, hai người dừng lại cách đó cả ngàn trượng, thế nhưng vừa dừng lại, hai người lại lao về phía nhau. Dầm! Lại một làn sóng xung kích năng lượng khác lan rộng ra xa hàng ngàn trượng, thời không xung quanh địa chấn không ngừng rung chuyển. Diệp Khải và Tùy Tâm cũng đồng thời lùi về sau lần nữa. Hai người vừa dừng lại. Tùy Tâm đó chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải gã đặt lên thanh đao, cả người như đang ngồi thiền. Diệp Khải ở đằng xa xòe hai tay ra, pháp môn phía sau y lập tức chấn động dữ dội, sức mạnh của từng pháp tắc liên tục trào ra từ trong đó,
sức mạnh pháp tắc vừa xuất hiện ở không gian, thời không trong không gian này lập tức rung chuyển dữ dội. Nếu không nhờ có Mộ Thiên Đạo trợ lực, thời không chiến trường hư chân này đã không thể chịu nổi sức mạnh của họ rồi. Ngay lúc này, Tùy Tâm bỗng mở mắt ra, lực đao khủng khiếp lập tức bao trùm lấy thời không trong vòng mấy ngàn trượng, người đứng cách xa mấy vạn trượng cũng bị đao thế này ép đến mức không thở nổi. Mọi người kinh hãi vội lùi về sau. Tùy Tâm bỗng lao đến trước, chém một đao về phía Diệp Khải. Đòn tấn công này khiến trời đất chấn động. Diệp Khải ở đằng xa không hề nao núng, y bỗng lao đến trước tung ra một cú đấm, chín pháp tắc biến thành một pháp ấn cuồn cuộn lao đến. Lại đối đầu trực diện lần nữa. Một tiếng nổ vang lên, hai bóng người văng ra đằng xa. Lúc này trước mặt hai người là vô số sức mạnh cuồng bạo như thủy triều chấn động ra xung quanh, thoáng chốc lan ra cả vạn trượng. Mọi người vội nhìn chiến trường ở đằng xa, lúc này Diệp Khải và Tùy Tâm đó cách nhau 2000 trượng, cơ thể hai người đã nứt, toàn thân hệt như đồ sứ bị va chạm với vật khác, mặc dù không vỡ hoàn toàn nhưng cả người toàn là vết nứt, máu tươi tuôn trào, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy thế, sắc mặt các thần linh bên chân vũ trụ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt người bên vũ trụ quan huyên bên này cũng thế. Lúc này vết thương của Diệp Quân đã hồi phục, hắn nhìn Diệp Khải ở đằng xa, hai tay siết chặt lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đúng lúc này Tùy Tâm ở đằng xa kia bỗng xòe tay phải ra, sau đó nắm chặt lại. Xác thịt tan vỡ. Dù cơ thể đã bị xé nát hoàn toàn, tốt hơn là nên phá vỡ rồi vứt nó đi. Tùy Tâm nhìn Diệp Khải, gã cầm đao lên chậm rãi bước đến, mỗi bước đi đều toát ra khí thế đáng sợ đánh về phía Diệp Khải. Diệp Khải siết chặt hai tay, cơ thể đã bị xé nát hoàn toàn đó cũng lập tức tan nát. Diệp Khải nhìn đao thế đang lao đến, cười gằn, đến đây đi. Vừa dứt lời, y xòe bàn tay ra, chín pháp tắc lao vào giữa trán y. Chín luồng sáng có màu sắc khác nhau bỗng bắn ra từ trong cơ thể Diệp Khải, sức mạnh của chín pháp tắc làm rung chuyển cả trời đất hệt như thủy triều. Lúc này Tùy Tâm bỗng nói, nào, đến đây. Vừa dứt lời, gã lao về phía trước, đao quang xé tan không khí lao đến. Lúc này khí thế đòn tấn công này đạt đến mức cao nhất. Diệp Khải ở đằng xa bật cười, nào. Vừa dứt lời, y bỗng lao đến, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn ập tới chỗ Tùy Tâm. Đòn tấn công cuối cùng. Sức mạnh chín pháp tắc hội tụ tại một chỗ, sức mạnh bộc phát ra có thể nói là rất đáng sợ, lúc này thời không xung quanh đều sôi trào, sức mạnh cực lớn áp đảo, cho dù là người đứng cách xa cả vạn trượng cũng có thể cảm nhận được rõ sức mạnh này. Lúc này mặc dù Tùy Tâm đó chỉ còn lại linh hồn, nhưng nhát đao tấn công của gã cũng đã đạt đến mức cao mới. Hai người đều dồn hết toàn lực vào đòn tấn công này. Hai người va chạm vào nhau dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Một làn sóng khí đáng sợ bộc phát ở trước mặt hai người, sóng khí này lập tức lan ra xa cả vạn trượng, toàn bộ không gian bỗng chốc lên xuống như đang ở trên sóng, cực kỳ đáng sợ. Diệp Khải và Tùy Tâm đó cũng bị văng ra xa ngay khi sóng khí bộc phát, linh hồn của hai người văng ra ngoài cả ngàn trượng. Hai người đều ngã xuống đất. Linh hồn của hai người đều biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn thấy thế, tim của đám người hai bên đều giật thót. Diệp Quân nhìn Diệp Khải ở đằng xa, siết chặt hai tay, lặng im không nói. Ngay lúc này, chín pháp tắc bỗng biến thành chín luồng sáng đi vào trong cơ thể Diệp Khải. Sức mạnh pháp tắc chấn áp linh hồn của Diệp Khải. Thanh đao trong tay phải của Tùy Tâm ở đằng xa cũng biến thành đao quang đi vào giữa trán gã. Một sức mạnh đao hồn mạnh mẽ của ngay lập tức bảo vệ linh hồn gần như biến mất đó. Thế nhưng lúc này hai người đã ngất đi. Không thể đánh tiếp nữa. Lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi chỗ đang đứng rồi xuất hiện trước mặt Diệp Khải. Hắn nhìn Diệp Khải đang ngất trước mặt, khẽ nói, nghỉ ngơi đi nhé. Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Khải, chính là sư phụ của Diệp Khải. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, ông ấy nhìn Diệp Khải. Sau đó nhìn Diệp Quân, khẽ nói, Diệp công tử, cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, tiền bối, hãy chăm sóc cho đệ ấy. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, ông ấy dẫn linh hồn của Diệp Khải rời đi, bây giờ Diệp Khải cần chữa trị vết thương và hồi phục thể xác. Còn với tiên bảo các và thư viện quan huyên, chỉ cần không tiêu diệt thần hồn,
muốn hồi phục linh hồn và thể xác chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Quân xoay người lại, lúc này An Vương cũng xuất hiện trước mặt Tùy Tâm. An Vương nhìn Tùy Tâm, bình tĩnh nói, đưa gã đi chữa trị vết thương đi. Bà ta vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện bên cạnh Tùy Tâm, sau đó đưa gã đi. An Vương xoay người lại nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, ta cũng không già lắm, ngươi không ngại khi ta đánh với ngươi chứ. Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn, ta không ngại. An Vương nhìn Diệp Quân, tại sao lúc đánh nhau với người khác, ngươi không dùng đến thanh kiếm này mà đánh với ta thì lại dùng. Diệp Quân nhìn An Vương, nếu bà cứ khăng khăng cần một lý do thì ta chỉ có thể nói, ta cảm thấy khó chịu khi nhìn bà. Sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quân một hồi, An Vương cười nói, để ta đoán xem, sở dĩ ngươi không sử dụng thanh kiếm này là vì thanh kiếm này cực kỳ mạnh, đến mức vượt quá thực lực của ngươi, tức là khi sử dụng nó, không phải là người điều khiển kiếm mà là kiếm điều khiển người, ngươi không dùng thanh kiếm này là vì không muốn ỷ lại vào nó. Diệp Quân gật đầu, bà thông minh lắm, ta rất bái phục. Đây là hắn nói thật. Nhìn chằm chằm Diệp Quân một hồi, An Vương nói, người trên bảng chân võ nghe đây, khi đánh nhau với hắn thì không được phép sử dụng thần vật không có cấp bậc. Diệp Quân hắn không sử dụng thần vật, chân vũ trụ ta cũng không sử dụng chúng ta đánh nhau công bằng. Nghe An Vương nói thế, tiểu tháp trong người Diệp Quân bỗng nói, mẹ nó chứ, người phụ nữ này chơi lớn đấy. Bà ta biết rõ chân vũ trụ không thể có thần vật nào có thể so được với kiếm của tên này nên mới cố ý nói như vậy. Bây giờ nếu một thiên tài chân vũ trụ không sử dụng thần vật thì tên này cũng không thể sử dụng, nếu không sẽ thua. 2. Chết tiệt, kẻ thù của thằng nhóc này thông minh thật. Trận này, gặp phải đối thủ mạnh rồi. Giọng nói bí ẩn nói, hắn sử dụng kiếm hành đạo sẽ không bao giờ có thể tiến bộ, không dùng đến cũng tốt. Hơn nữa, sử dụng thanh kiếm này quả thật không tốt với thế hệ trẻ, dù sao hắn cũng đang đi trên con đường kiếm đạo vô địch, không phải là con đường dựa dẫm. Tiểu tháp lặng thinh không nói nữa. Cũng đúng. Vào thời kiếm chủ nhân gian đời trước từng có chuyện kiếm mạnh người yếu. Diệp Quân nhìn An Vương không lên tiếng. An Vương bỗng nói, người trong top 3. Một luồng khí tức đáng sợ bỗng truyền đến từ trong con đường thời không đó. Cứ thế lên đến số người trong top 3, gieo hò, gọi luôn người trong top 3. Nghe An Vương nói thế, khí tức mạnh mẽ như thủy triều ập đến từ trong đường hầm thời không. Tất cả thần linh đều nhìn về phía đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Người đàn ông mặc áo gấm, đường nét khuôn mặt sắc sảo, lưng thẳng tắp, mày kiếm mắt tinh, ánh mắt như có ánh sáng, khóe miệng nhếch môi toát ra vẻ tà ác và hoang dã. Ung Khải. Nhìn thấy người này, có thần linh ở đó ngạc nhiên thốt lên. Nghe thấy cái tên này, tất cả thần linh đều nhốn nháo cả lên. Người đứng thứ ba bảng chân võ, Ung Khải. Là thiên tài tuế nguyệt tiên trẻ nhất ở chân vũ trụ trong 1000 năm nay, 17 tuổi đã đạt đến tuế nguyệt tiên, nếu có thể đạt đến đại đế ở 18 tuổi thì sẽ là vị đại đế trẻ tuổi nhất trong 3000 năm nay. Điều đáng nói là bây giờ Ung Khải vừa 18 tuổi. Ung Khải vừa xuất hiện. Tất cả thần linh đều nhốn nháo. Phải nói là vừa lúc bắt đầu đánh đến giờ, chân vũ trụ quá bực bội, khó chịu. Vì cho đến lúc này chân vũ trụ thế mà lại không thắng được một trận nào cả. Nhất là khi đánh với Diệp Quân, ai cũng bị Diệp Quân đánh gục, mà họ lại không có cách nào đánh trả khi đối mặt với sự khiêu khích và sự ngông nghênh của Diệp Quân, quả thật quá bức bối. Thật ra họ cũng muốn đưa người xếp thứ ba xuất trận từ lúc đầu. Nhưng làm sao được khi các yêu nghiệt bên dưới không phục. Đều là thiên tài của chân vũ trụ, ai mà không muốn xuất chiến chứ. Cũng may lúc này An Vương tự mình ra mặt, đưa người xếp thứ ba lên. Nếu không thì sẽ có khả năng người này nối tiếp người kia đi chịu chết. An Nam Tịnh trên không trung nhíu mày khi nhìn Ung Khải vừa bước ra. Lúc này Mộ Niệm Niệm bỗng xuất hiện bên cạnh bà ấy. Mộ Niệm Niệm nhìn Ung Khải bên dưới khẽ nói, người này không tầm thường đâu. An Nam Tịnh gật đầu. Mộ Niệm Niệm lại nói, người trẻ tuổi của chân vũ trụ trong trận này đều không tầm thường. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân bên dưới, lặng thinh không nói nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Đến bây giờ bên vũ trụ quan huyên cũng chỉ có Diệp Quân và Diệp Khải có thể đánh lại với giới trẻ của chân vũ trụ. Thực lực tổng thể vẫn thua kém khá nhiều. Ở bên dưới,
Ung Khải bước đến cách Diệp Quân 100 trượng, gã nhìn Diệp Quân không nói gì nhiều đã giơ tay lên tung ra một nắm đấm. Ầm. Cú đấm này như trời đảo ngược, quyền thế mạnh mẽ làm rung chuyển mặt đất, thời không cả ngàn trượng đều sục sôi. Diệp Quân ở trong vòng xoáy của đòn tấn công này lại như một chiếc thuyền giấy dập dờn trong sóng gió, vô cùng nhỏ bé. Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, đâm ra một nhát kiếm. 45 nhát kiếm. Đây là cực hạn bây giờ của hắn. Nhát kiếm này trợ lực cho kiếm ý vô địch và kiếm hồn vô địch. Hai người đến không thăm dò lẫn nhau mà cứ thế dồn toàn lực vào xuất chiêu. Một tia kiếm quang bỗng nổ tung trên mũi kiếm của Diệp Quân. Dầm. Diệp Quân lập tức lùi về sau mấy trăm trượng, còn Ung Khải đó lại không hề nhúc nhích. Thấy thế, sắc mặt mấy người bên vũ trụ quan huyên đều trở nên nghiêm trọng. Mạnh thế sao? Các thần linh bên chân vũ trụ lập tức reo hò nhảy cẫng lên. Lần đầu tiên họ thấy kiếm tu đến từ vũ trụ quan huyên bị áp chế. Mẹ nó chứ, hả hê quá. Diệp Quân khá ngạc nhiên nhìn cánh tay hơi tê của mình. Sức mạnh đáng sợ quá. 45 nhát kiếm của hắn, cộng thêm kiếm ý vô địch và kiếm hồn vô địch thế mà vẫn chưa thể đánh lại đối phương. Lúc này Ung Khải bỗng nói, lại nào. Vừa dứt lời, gã bỗng tiến đến trước một bước rồi tung ra một quyền. Chỉ một quyền đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa khí thế ngút trời. Đòn tấn công này khiến thời không trong vòng 1000 trượng sôi trào, sau đó dần bị méo mó. Mọi người đứng trong vài vạn trượng liên tục lùi về sau. Vì quyền thế đó đã ép đến mức họ không thở nổi. Ở đằng xa, Diệp Quân nhìn cú đấm đang lao đến, vẻ mặt bình tĩnh như nước, hắn tiến đến trước một bước. Ầm, kiếm thế cực mạnh của đại kiếm đế lao ra từ trong người hắn, cùng lúc đó hắn cũng đâm ra một nhát kiếm. Vẫn là 45 nhát, nhưng lần này hắn còn sử dụng thêm kiếm thế của mình. Ầm, đòn tấn công này của Diệp Quân đã chặn được quyền thế ngút trời đó, thời không trong vòng mấy ngàn trượng xung quanh hai người trở nên hư ảo. Không gian này chịu được sức mạnh mà chúng không thể chịu được. Đúng lúc này, Ung Khải đó bỗng tiến đến trước rồi tung ra một quyền. Ầm, lại là quyền thế ngút trời. Ngay khi quyền thế đó xuất hiện. Dầm, thời không trong phạm vi ngàn trượng xung quanh chấn động dữ dội, sau đó lõm xuống, cùng lúc đó Diệp Quân ở đằng xa bị chấn động lùi ra cách cả ngàn trượng. Ngay khi hắn dừng lại, không gian mấy ngàn trượng phía sau hắn lập tức rung chuyển mạnh, sau đó méo mó trở thành hình dạng kỳ quái. Quyền thế nhập phàm. Mọi người rộ lên. Mọi người bên vũ trụ quan huyên khó tin nhìn Ung Khải đó, quyền đạo của người này thế mà lại nhập phàm rồi. Phải biết phàm cảnh và dưới phàm cảnh là sự khác biệt một trời một vực, không thể so sánh với nhau. Mọi người lại không ngờ Ung Khải này đã đạt tới cảnh giới nhập phàm. Mọi người bên vũ trụ quan huyên đều sa sầm mặt mày. Lúc này các thần linh bên chân vũ trụ đều đang reo hò hoan hô. Phàm cảnh. Bây giờ Ung Khải không chỉ áp chế Diệp Quân về cảnh giới mà ngay cả cảnh giới quyền đạo cũng hơn hẳn Diệp Quân. Sao có thể thua được chứ? Sao lại thua được? Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn kiếm thế trước mặt mình, lúc này kiếm thế của hắn đã bị quyền thế của đối phương áp chế. Diệp Quân lại bật cười. Thấy Diệp Quân bật cười, các thần linh lại nhíu mày. Kiếm tu này vẫn còn chiêu trò chưa lật à? Lúc này một thần linh tay cầm thanh giáo bỗng cười nhạo, chết đến nơi còn mà còn cười được, đúng là nực cười. Xem ra vũ trụ quan huyên cũng chỉ có thế thôi nhỉ. Câm miệng. Một người đàn ông thần linh áo trắng ở một bên nhìn thần linh cầm thanh giáo đó, ngươi làm được thì ngươi lên đi. Các thần linh xung quanh nhìn người đàn ông cầm thanh giáo, ánh mắt đều hiện lên vẻ khó chịu. Đánh đến bây giờ, dĩ nhiên họ sẽ không mất não mà xem thường Diệp Quân. Mặc dù là kẻ địch nhưng vẫn phán xét một cách công bằng. Ở cả chân vũ trụ, Diệp Quân cũng được xem là yêu nghiệt hiếm có đấy. Xem thường người mạnh hơn mình nhiều thì chỉ chứng tỏ bản thân mình ngu ngốc mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của các thần linh, sắc mặt thần linh cầm thanh giáo đó trở nên khó coi. Người đàn ông mặc áo trắng lạnh lùng nhìn thần linh thần cầm giáo, ngay cả Ung Khải cũng không dám coi thường Diệp Quân, người dựa vào đâu mà dám xem thường hắn. Có thể hắn không thể đánh bại Ung Khải nhưng chắc chắn có thể đánh bại được đám con cháu chúng ta. Nói rồi y quay đầu lại nhìn Diệp Quân cách đó không xa, khẽ nói,
người này rất yêu nghiệt, nếu để hắn trưởng thành hơn nữa, tương lai chắc chắn sẽ mang đến rắc rối lớn cho chân vũ trụ. Các thần linh đều im lặng không nói. Bây giờ chân vũ trụ là thế lực mạnh nhất toàn vũ trụ, nhưng chân vũ trụ chưa từng đánh giá thấp vũ trụ quan huyên. Dù sao năm đó kiếm chủ nhân gian cũng từng đánh giết vào chân vũ trụ. Mà vũ trụ quan huyên cũng là vũ trụ duy nhất mà hiện giờ chân vũ trụ không đánh chiếm. Ở đằng xa, Diệp Quân bỗng khẽ cười, phàm cảnh, nào, để ta cảm nhận lại lần nữa xem. Vừa dứt lời hắn bỗng biến mất khỏi đó. Vèo, kiếm quang bỗng bay ra. Ung Khải híp mắt lại, bỗng tiến đến trước một bước, sau đó tung ra một quyền. Quyền thế đáng sợ lập tức cuồn cuộn lao đến như thủy triều. Trời đất rung chuyển. Kiếm quang vỡ tan trước ánh mắt của mọi người, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng. Nhưng, ngay sau đó Diệp Quân lại bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang lao đến trước mặt Ung Khải. Ung Khải nhấc tay lên tung ra một quyền. Bùm. Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lại bị văng ra xa. Lúc này Ung Khải bỗng tiến đến trước một bước, đánh một quyền về phía Diệp Quân. Diệp Quân giơ tay lên đâm một kiếm. Vẫn là 45 nhát kiếm. Kiếm quang xuất hiện, thời không chấn động. Thế nhưng cú đấm của Ung Khải vừa lao đến, quyền thế mạnh mẽ đó lập tức nghiền nát kiếm quang của hắn. Rầm. Diệp Quân lại bị văng ra xa hơn 1000 trượng lần nữa trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Sau khi cú đấm đó đánh bay Diệp Quân, Ung Khải đột nhiên lao về phía trước, quyền thế cuồn cuộn lao đến như một dòng lũ, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, hắn lại xuất kiếm đâm ra đối diện với cú đấm này. Không có gì bất ngờ khi kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lại bị đánh văng ra xa lần nữa. Nhìn thấy thế, mấy người bên vũ trụ quan huyên xa sầm mặt mày. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Diệp Quân bị áp chế như thế. Hơn nữa còn bị áp chế hoàn toàn. Lẽ nào thua thật sao? Mọi người đều đang nhìn Diệp Quân. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ người trẻ trong vũ trụ quan huyên mà có thể đánh lại chân vũ trụ chỉ còn lại Diệp Quân thôi. Nếu Diệp Quân cũng thua, vậy thì sẽ là sự tàn khốc với thế hệ trẻ vũ trụ quan huyên. Diệp Quân mạnh nhất cũng thua, tất cả thiên tài còn lại của vũ trụ quan huyên phải đối mặt với chân vũ trụ, như thế chỉ có một kết quả, đó là bị tàn sát. Thế hệ trước tham gia chiến đấu ư? Không phải không được. Nhưng sau ngày hôm nay, thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Có thể nói chỉ cần Diệp Quân chết, thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên sẽ bị tàn sát, thế hệ trẻ sẽ mất đi nhuệ khí và khí khái. Lúc đó tình cảnh của vũ trụ quan huyên sẽ gặp vô vàn khó khăn. Không chỉ thế hệ trẻ mà lúc này các cường giả của thế hệ trước của vũ trụ quan huyên đều vô cùng lo lắng. Vì họ cũng biết rõ một khi Diệp Quân thất bại, vũ trụ quan huyên sẽ phải đối mặt với những gì. Ở một nơi nào đó, Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân bị áp chế hoàn toàn, hai tay siết chặt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này một vài thần linh bên chân vũ trụ đã không kiềm chế được gieo hò hoan hô khi nhìn thấy Diệp Quân bị áp chế hoàn toàn. Diệp Quân mà người mạnh nhất của vũ trụ quan huyên, chỉ cần giết được Diệp Quân, thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên sẽ trở nên tuyệt vọng. Lúc đó thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên sẽ như cừu non đợi chết. Hôm nay Diệp Quân phải chết. Bùm. Đúng lúc này, đằng xa lại vang lên một tiếng nổ vừa vang lên, Diệp Quân lại lùi về sau cả ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, máu chảy ra từ khóe miệng hắn. Cùng lúc đó cả người hắn đã nứt toác, máu liên tục chảy ra. Ung Khải bỗng tiến đến trước một bước, lại tung ra một quyền. Đây là đòn tấn công mà gã dồn hết toàn lực. Quyền thế cực mạnh như có cả hàng vạn ngọn núi đè lên nghiền ép lao đến chỗ Diệp Quân. Thời không trong phạm vi ngàn trượng lập tức méo mó, uy lực của quyền thế ngút trời lan ra xung quanh. Lúc này Diệp Quân lại nhắm mắt lại, cảm nhận quyền thế ngút trời đáng sợ này, Diệp Quân bỗng nhếch môi, hóa ra đây là phàm à. Vừa dứt lời, hắn tiến đến trước một bước. Kiếm thế đáng sợ lao lên trời từ trong người hắn, cùng lúc đó một thanh khí kiếm phá tan không khí bay lên. Rầm. Thanh khí kiếm đánh vỡ quyền thế đó, đâm thẳng vào Ung Khải. Thấy thế, mọi người ở hai bên đều ngây ngốc. Phàm kiếm. Xung quanh lặng im như tờ. Phàm kiếm.
Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhập phàm rồi sao? Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chàng trai này là cái quái gì vậy? Bình thường không luyện tập, vậy mà đánh nhau lại thăng cấp. Người phía vũ trụ quan huyền đều vô cùng căng thẳng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Thăng cấp rồi. Nhập phàm cảnh rồi. Một khi nhập phàm cảnh, thực lực của Diệp Quân sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong hư không, An Nam Tịnh và Mộ Niệm Niệm cũng nhoẻn miệng cười. Thành thật mà nói, lúc nãy hai người họ cũng rất lo lắng. Nếu Diệp Quân thua trận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, điều này đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên sẽ không còn nữa. Họ cũng không ngờ Diệp Quân lại nhập phàm cảnh vào lúc này. Kiếm ý và kiếm hồn của Diệp Quân đều rất đặc biệt, một khi nhập phàm sẽ thăng cấp trở nên vô cùng đáng sợ. Nói trắng ra, cùng cấp phàm cảnh khó mà tìm được đối thủ. Sắc mặt của An Vương lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhập phàm. Chết tiệt. Tên nhãi này lại nhập phàm cảnh vào lúc này. Bà ta đương nhiên biết ý nghĩa của việc Diệp Quân đạt tới phàm cảnh. Hắn là kiếm tu. Phàm kiếm. Hơn nữa, kiếm ý và kiếm hồn của Diệp Quân vô cùng đặc biệt, một khi nhập phàm thì chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Bên dưới. Bùm. Sau khi nhát kiếm của Diệp Quân đánh nát nắm đấm vô địch của Ung Khải híp mắt lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Nhập phàm. Gã không ngờ kiếm tu trước mắt lại nhập phàm vào lúc này. Không nghĩ nhiều, Ung Khải tiến lên một bước, tung một cú đấm. Bùm. Tiếng nổ lớn vang lên, một người đàn ông bay ra. Nhưng lần này không phải là Diệp Quân, mà là Ung Khải. Ung Khải lùi lại hàng ngàn trượng rồi mới dừng lại. Thấy vậy, sắc mặt của đám cường giả thần linh trở nên vô cùng khó coi, đồng thời cũng thấy hơi khó tin. Cùng là phàm cảnh, vậy mà quyền đạo nhập phàm lại kém phàm kiếm nhiều như vậy. Sau khi dừng lại, Ung Khải nhìn tay phải của mình, lúc này, tay phải của gã đã rách nát, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Ung Khải trầm mặc nhìn cánh tay của mình. Gã không ngờ sau khi kiếm tu trước mặt nhập phàm, uy lực lại lớn mạnh như vậy. Thật khó tin. Ung Khải nhìn Diệp Quân ở phía xa, tay phải chậm chậm nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù! Tiếng kiếm bay vang vọng khắp trời đất. Ung Khải hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, tung một cú đấm. Cú đấm này như mang theo uy lực của trăm vạn binh mã, rung chuyển trời đất. Lúc này, kiếm của Diệp Quân đã phóng tới. Rầm! Nhát kiếm này đâm thẳng vào quyền thế kia, ngay lập tức, quyền thế đó tan vỡ, uy lực mạnh mẽ đánh bay Ung Khải ra xa ngàn trượng. Ung Khải vừa dừng lại, thời không trong phạm vi ngàn trượng phía sau gã chấn động kịch liệt, toàn thân gã nứt kìa, máu tươi bắn tung tóe. Bỗng chốc, cả người Ung Khải đều be bét máu. Thấy vậy, những thần linh phía xa chậm rãi nắm chặt tay lại, tất cả đều nhìn Ung Khải, hơi sững sờ. Ung Khải thua rồi sao? Đúng lúc này, giọng nói của An Vương vang lên trong đầu Ung Khải, rút lui đi, không cần đánh nữa. Rút lui. Nghe vậy, Ung Khải lắc đầu. Rút lui có nghĩa là đầu hàng. Đầu hàng ư. Gã đương nhiên sẽ không làm vậy. Lúc này, An Vương nói tiếp, kiếm đạo của người này đã nhập phàm, ngươi không phải đối thủ của hắn, với thiên phú của ngươi, nếu hôm nay không chết thì sau này có thể trở thành thần đế. Có thể trở thành thần đế. Trong hư không, An Vương nhìn Ung Khải, bà ta thật sự không muốn Ung Khải chết ở đây, với tài năng của Ung Khải, hôm nay lùi một bước thì năm nay nhất định sẽ trở thành thần đế. Nghe An Vương nói vậy, Ung Khải lại lắc đầu cười, An Vương, ta có thể thua, cũng có thể chết, nhưng không thể đầu hàng. Vừa dứt lời, gã chậm rãi đi về phía Diệp Quân. Bùm! Một ngọn lửa bùng phát từ trong cơ thể gã. Lúc này, khí tức của Ung Khải dâng trào dữ dội. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Bùm! Lại một ngọn lửa khác tỏa ra từ trong người Ung Khải. Thiêu hồn! Sau khi thiêu hồn, khí tức của Ung Khải đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Thấy vậy, tất cả thần linh đều trầm mặc, bọn họ nhìn Ung Khải cả người rực lửa ở phía xa với vẻ mặt phức tạp. Trong hư không, An Vương nhìn Ung Khải bên dưới với vẻ mặt u ám. Vốn có tương lai tươi sáng, vậy là hôm nay lại phải chết ở đây.
Bên dưới, Diệp Quân nhìn Ung Khải, im lặng không nói gì. Sau khi nhập phàm, hắn phát hiện kiếm của mình đã có thay đổi cực lớn. Bây giờ hắn muốn chiến đấu tử tế. Phía xa, Ung Khải quay đầu nhìn về phía chân vũ trụ, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm và tiếc nuối, gã chưa từng nghĩ lần này tới đây sẽ không thể trở về nữa. Thật tiếc, bởi vì không thể nói lời tạm biệt với một số người. Ung Khải quay đầu nhìn Diệp Quân phía xa, cười nói, chân vũ trụ, Ung Khải, nguyện chết. Vừa dứt lời, gã đã xông lên. Bùm! Với đòn tấn công này, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức quét qua không gian. Lúc này, khí thế của Ung Khải đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử. Cú đấm cuối cùng trong cuộc đời. Khi nắm đấm tới gần Diệp Quân, khí tức lại điên cuồng dâng trào, khí tức mạnh mẽ khiến thời không xung quanh mấy vạn trượng đều chấn động. Sắc mặt mọi người đều thay đổi kịch liệt. Sắp thành đế rồi. Thần đế. Đám thần linh đều không tin Ung Khải lại trở thành thần đế vào thời khắc cuối cùng này. Trên hư không, An Vương cũng không dám tin, bà ta nhìn chằm chằm vào Ung Khải phía dưới. Thần đế. Ung Khải này thật sự sắp thành thần đế. An Vương nhìn Diệp Quân, hai tay siết chặt, không biết đang nghĩ gì. An Nam Tịnh nhìn An Vương, không lên tiếng. Nếu chân vũ trụ muốn dùng thế hệ trước để đánh thì cũng tốt, 3.000 vạn thanh niên đánh trận nữa cũng không phải là không có khả năng, tốt nhất là làm lớn chuyện hơn chút. Đừng quên người hộ đạo của chàng trai này là thiên mệnh. Phía dưới, Diệp Quân nhìn Ung Khải đang đánh tới với vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, quyền thế của Ung Khải mạnh hơn bao giờ hết. Lúc nắm đấm của gã còn cách Diệp Quân vài trượng, gã đã từ cảnh giới tuế nguyệt tiên thành thần đế. Vào lúc này, Diệp Quân đã xuất kiếm. Bùm! Trong mắt mọi người, một màn kiếm quang tỏa ra. Rầm! Chấn động trời đất! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.